Mời quý vị bước vào làng mặt sách. Thôi, bước ra gõ một lần được rồi mà gõ cho cố vô và múa thấy bà nội. Dạ chào bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thằng Mỏ, là người đem thông tin đến cho cái làng này. Hôm nay theo lệnh của xã trưởng, tôi mời bà con trong làng tới đây họp khẩn cấp. Và bây giờ xin giới thiệu, xã trưởng xuất hiện. Quý vị à, quý bà tao mày chung luôn đi mày. Cái con điên. Trời ơi, nó đẩy kiếp chú, nó làm như nó đưa siêu thị vậy trời. Nó vô luôn hà. Thứ khốn nạn. Sao ai ba má mày để mày ra lái xe tải mày? Ngày xưa mày lái xe tải không mày? Ngày xưa mày muốn cái gì mày? Mày muốn cái gì? Mất dạy. Tao nói mày mất dạy á mỏ. Sao tự nhiên chửi con? Mày chèn vô mặt tao đi. Trời ơi, tao nó toàn lính lát cái kiểu gì đâu không mà ra mà làm răng. Tại sao hôm nay họp không có ai? Tao hỏi mày, tại sao không có ai? Con Thị Màu đâu? Con Thị Màu đi chụp hình khỏa thân vì môi trường rồi. Cái con quỷ này tao sợ nó lắm luôn. Tao nói thiệt mày, không có cái con quỷ nào dị dạng như nó hết trơn á. Trời ơi, nó xấu dễ sợ mình chụp hình hoài, nó biết chưa? Kêu nó ra đây. Thị Màu đâu? Nổi mày già, mày lên tăng xong mày cứ che rồi mày la rồi mày cà hả? Mày ra cái bà gì đâu mày làm toàn chuyện cái khó coi không? Bây giờ mày muốn che hay là mày muốn la hay là mày muốn cà? Em muốn chụp hình. Trời, dính líu gì hết trơn á. Nè, Màu. Dạ. Tụi ta đẹp, người ta là hot girl, người ta chụp hình vì người ta là hot girl. Còn mày là hot dog. Muốn chụp hình khỏa thân là người ta phải có cái điểm hấp dẫn. Thí dụ như chân dài tao nách, còn mày lông nách dài tới chân, mày hiểu không? Trời ơi, mày kinh dị lắm. Tao nói thiệt, mày đừng bao giờ mày lên cho mình chụp hình khỏa thân, tao sợ mày lắm. Tao nói thiệt, anh xã xúc phạm em quá. Anh xã biết không, em á là em có đầu tư lắm nha anh. Mỗi năm á là em chụp mỗi địa điểm khác nhau, mỗi phong cách khác nhau, chỉ có khỏa thân là giống nhau thôi à. Phải không? Dạ. Rồi năm nay mày đi đâu chụp? Dạ nghĩa địa. Mày ra tới ngoài rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, rồi mày chụp hình với chủ đề gì? Đón xuân trên mạ. Người ta chết rồi má lên má phơi trái cây lên chi vậy bà nội? Mày dụ dỗ gì ai ở ngoài? Anh biết không, mọi năm á anh, em chụp ở khe núi, khe suối, khe rừng. Trời ơi, người ta chửi, người ta ném đá em quá trời luôn. Năm nay vô nghĩa địa chụp sướng lắm anh. Sao vậy? Anh biết sao không, vô trong đó hả, ai cũng nằm im re. Không ai chửi tiếng nào hết trơn hết trọi hết á. Muốn chụp nhiều chụp à. Mà tao nói trời ơi, cái màu nhan của nó lên tự nhiên đẹp lắm. Rửa ra nước hình đẹp long lanh tô bánh trăng. Đi cúng ai cũng cúng trái cây hết trơn. Má đừng có để thêm hai trái bưởi thúi của má lên nữa nha. Làm mộ của như người ta không siêu thoát, tội nghiệp người ta lắm nha. Ông xã trưởng. Cái gì cơ? Biết nó chụp hình khỏa thân ở mã của ai không? Mã ai? Mã ông nội xã trưởng. Hả? Trời ơi, mày dám lên tới mã ông nội tao mày chụp hả? Đúng rồi, hèn chi lúc hôm qua em đang nằm khỏa thân trên mã. Em nhìn cái hình trên mã em nói, ôi giống quá. Giống bà nội mày chứ giống. Trời ơi, thôi chết rồi. Hèn gì hôm qua ông nội tao báo mộng cho tao. Không sao. Trời đất ơi, ông vừa hiền vậy, ông khiều tao vậy. Còn cái con chạy liền đi, con ngự ra mà ông nội coi nè. Hỏi sao vậy, ông nội chết rồi mà sao còn bị bóng đè. Trời ơi. Bà nội cha nó mà ông còn diễn tả rõ ràng, cái bóng nó có một khúc mà. Tao mày chứ mày. Em. Tao giết mày. Màu, một lần nữa tao thấy mày lết lên mã ông nội tao mày chụp hình nữa là tao trục xuất mày ra khỏi cái làng này, không cần phẫu thuật nha con. Dạ. Xong chưa? Xong rồi. Xong hết rồi, tao chuẩn bị họp, tao rất là mắc họp, tao cần họp, tao muốn họp. 1, 2, 3, họp quyết. Cái gì vậy? Nghĩ đi, có cái làng nào họp mà có ba người không? Ủa vậy hả? Còn hả? Còn thiếu. Ai vậy? Thiếu Thị Nở. Nó đâu rồi? Nó mới mở tập đoàn, bây giờ nó kẹt lắm. Thị Nở mà mở tập đoàn à? Ừ. Tập đoàn nó bán gì? Hủ tiếu gõ. Mới mở chi nhánh thứ tư, đặt cái tên rất là kêu. Tên gì? Gõ cho nở. Biết nó đặt địa chỉ ở đâu không? Địa chỉ đâu vậy? Kế mã ông nội xã trưởng. Ủa sao cái mã ông nội tao thu hút hết du lịch quá ha. Chắc mai tao chiến thành khu du lịch sinh thái quá mà. Mày kêu con nở ra đây. Nở.
anh ơi. Cái gì vậy? Mẹ mày ăn lương của ai thế hả? Có cái việc gõ cho tao nhảy như ngựa mà gõ không xong. Nữ, xã góp ý một em một câu chân thành nhưng nó hơi khiếm nhã chút xíu, ráng nghe nha em. Mấy mai mốt đi họp mày đeo khẩu trang đi. Tao nói thiệt đó, mày đeo khẩu trang cho tao đỡ giật mình chứ thôi là tao bị tăng xong chứ tao chết đó. Trời ơi, tao nói nghe, tao nghiệm ra một câu hoàn toàn đúng luôn. Người ta nói là không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu là mày đó. Đấy là ông nói theo con ấy, không có người phụ nữ đẹp, chỉ có người phụ nữ sửa máy mà không đẹp là con này. Nó lì thiệt á, bữa nào tao dắt mày vô khơ thị tuốt cái mặt mày lại, chứ cái mặt mày ghê quá, tao chịu không nổi rồi. Hấp. Thôi ạ. Rồi xong, đầy đủ báo quan nhân võ. Bây giờ tao mắc hợp lắm rồi, làm ơn làm phước cho tao hợp nha, đừng cản tao nữa nghe. Rồi. Hợp nhanh đi. Thưa quý vị. Khoan. Cái gì nữa? Chưa có đủ người mà ông xã cứ đòi hợp hoài à. Ai? Ai? Bây giờ còn thằng Lý Thông. Thằng Lý Thông là thằng nào? Thằng hay lai dạo, nó mở quán trà chanh chém gió, nó cũng bận lắm. Nó mở quán trà chanh chém gió ở đâu? Kế là mã ông nội xã trưởng. Cái mã ông nội xã trưởng tao giống khu du lịch phức hợp quá vậy. Mày kêu thằng Lý Thông ra đây. Trời ơi Lý Thông ơi, mày ra kìa Lý Thông. Qua tới con này bị sụp mạng ta. Trời ơi, em nói thiệt với chị Nở, em xin lỗi chị trước nha. Em là bị like bừa bãi lắm đó, mà nhìn cái bản mặt chị em không đủ tự tin để like. Mày là cái thằng ăn cháo đá bát. Dạ. Hôm qua mày bệnh, ai là người lấy cái răng cạo gió cho mày? Trời ơi trời. Trời ơi, hôm qua chị cạo gió cho em bằng răng à. Chứ mày nghĩ bằng cái gì? Chích da tối đi chích thừa. Ê ê, mày biết chích ở đâu không? Ở đâu? Mày đừng nói kém bên mã ông nội tao nữa nha. Đối diện mã ông nội xã trưởng. Trời ơi, cái gì đó hả trời. Nó làm gì cái mã ông nội tôi là chỗ hẹn hò của tôi nói vậy trời. Hôm bữa tao ra mã ông nội tao thắp hương, một chuyện kinh thiên động địa, tao ra tao giỏi, tao thấy cái mộ của cái mặt cái lai, mày tin không? Trời ơi. Em lai á. Thôi rồi tao ra nó lai lai luôn mã ông nội tao, mà ghê không? Yên đây. Dạ. Sao mà nghe. Bây giờ mình họp nha. Nãy giờ nôn họp lắm rồi đó. Bây giờ họp nè. Hey, 2, 3. Khoan. Sao không kêu nó ra lần một đi, cái sớm ra từng đứa là sao vậy? Ê, Chí Phèo nó tới. Thằng Chí Phèo là thằng Chí Phèo. Thằng nào? Thằng Chí Phèo. Chí Phèo đâu? Chồng của thị nở nè. Đâu nè. Tao kém hết. Trời ơi. Chết cha. Trời ơi, có gì mới ra nữa. Tao kém hết. Nhạc sai là nhạc độc quyền của tao mà. Sao tụi bay nhảy? Tao kém cái làng này hết. Tao đã tu rồi, ăn chay niệm Phật rồi. Tụi bay đánh trống gõ mỏ kêu tao xuống làm chi cho tao sát sanh nữa vậy? Thằng nào, nào đánh mỏ? Em mỏ, đứng ngoài. Dạ. Bây giờ tao hỏi một câu mày trả lời không được, tao chém mày liền. Tao hỏi một câu rất là sâu sắc. Tại sao mày có cây mỏ? Anh chờ em chút, để tối nay em ra mã ông nội xã trưởng cầu cơ em hỏi nha. Mày khỏi hỏi. Hồi đó mày đi mỏ, mày đi rao chuyện làng này kia, mày ăn cơm thừa canh cặn của làng. Từ ngày cái làng này có Facebook á, mày share lên, mày share chuyện lên, mày dựng chuyện lên. Nhờ đó tao chửi thoải mái, tao chửi vô tội vạ, không ai biết tao là ai hết. Tao khoái mày á. Dạ. Tao ái mộ mày đó. Nhưng mà thằng nào kêu hợp, thằng nào tổ chức hợp. Thằng này được. Mày. Mày làm gì tao? Ủa mày chùm khu này không mày? Tao buổi đời chợ lớn mày mấy buổi đời chở lợn thân à mày. Mày chơi gì ai? Bắt tay. Một vị lãnh đạo mà tôi hằng trù em. Trời ơi. Nghe nói xã bị liệt hả? Hả? Xã có bị liệt không?
liệt liệt như vậy? Không liệt sao ngồi ghế xã trưởng hoài vậy? Hả? Nhường cho người khác ngồi đi, đẩy cái làng này nó đi lên. Đừng có ôm cái ghế ngồi hoài, nghe không? Đặt cái mã gần ông Mã ông nội thôi đi. Dạ. Hôm nay là quần chúng góp ý thôi. Tay con mắm này. Ủa có liên quan gì tới em đâu ai anh? Nó cũng mày đứng đây. Dạ. Hồi tối qua mày quăng cái hình gì lên status nha mày. Dạ hình đi tắm biển. Đồng bào đang bị lũ lụt mà mày đi tắm biển hả? Cái gì kì mà không dính liếu. Còn hai cái chuyện đâu có dính liếu anh. Mày tắm biển sao mày không mặc đồ? Rồi em không mặc đồ người ta ói hết à. Em có mặc bikini. Trong khi đồng bào không có quần áo mặc, tại sao mày mặc đồ? Không lẽ con cởi chuồng? Mày cởi chuồng mày câu like à? Cái gì vậy trời? Sao muốn nói gì nói vậy? Mày câu like hay mày câu trai vậy? Câu trai nào? Mày giàu có quá mà. Mày đi xe là mày đi xe tiền tỷ, mày ở nhà triệu đô. Tại sao mày biết đi làm từ thiện giúp đỡ bà con đi? Dạ thưa ba, con chưa có nói với ba thôi, con có đi từ thiện rồi. Mày đi từ thiện mày khoe tao làm cái gì? Trời ơi, nói tao cho vừa lòng ba đây, ba ơi, ba con khổ ba quá à. Làm từ thiện lỡ cái tâm mày khoe tao nó chém mày bỏ mày. Tôi nói tao mới vừa lòng mắt hả trời ơi. Mày muốn vừa lòng không? Tao thọt cái là có bộ đồ lòng liền ngoài. Trời ơi, sao đây? Nghe chị Màu. Đừng cãi gì, không cãi không lại đâu. Cái này vô duyên lắm. Thằng nào bên vậy? Mày bên hả? Đừng chửi em. Like. Không giận được đâu. Mày like cái chuyện tao chửi Màu lên cho tao nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ô ghệ nào đọc bay. Ô cương thi đời cuối. Rồi. Sắc đẹp này phải được bảo tồn nè. Cái cha nó mời cái này. Cái này là phải ghi vô sách đỏ luôn nè. Ê, em ở chuồng nào ra vậy? Tao là con vợ của mày đấy. Là mày kia nhậu cho dữ vô. Ủa nở hả? Mau mày dòm. Dạ. Chị mày đi. Dạ sao? Răng như vậy mới là răng nè. Nó dầu em răng vẩu răng hô, nhưng anh vẫn vỗ anh vô anh hôn. Con mẹ ào mày. Trời ơi, con mẹ mày. Mày nghĩa người giết người ta là cao hổ mẹ. Cái con người ta đang hổ mà. Bây giờ mày muốn cái gì? Hả? Mày hả? Chết bà mày chưa? Kéo mày mẹ ào mày bây giờ. Bây giờ hộp không? Nó chửi tao Sài Gòn mà tao tưởng mưa Đà Lạt không mày. Ngủ đi. Hả? Trời ơi. Ngồi đây nè ông đi cha, mấy cha mấy má. Bây giờ xong rồi nghe, đừng ai cản tao nữa nghe. Cản là tao chết, tao mắc hộp lắm rồi đó nghe. Cho tao hộp nữa nghe. 1, 2, 3, khoan. Nghĩ ngoài nha. Cho hộp đi. Không ngồi đi đứng đi. Khoan tôi rùi rút này. Làm gì mày khoan hoài vậy? Hồi nãy tao mắc hộp lắm rồi. Mày khoan hoài à. Má cho hộp đi. Mà hồi nãy nhắc còn Chương Chi nhớ không? Chương Chi là cái thằng nó nám mặt kệ bà nó đi, kêu nó ra làm gì? Không phải, giờ nó đi làm nghệ sĩ, nó đi cà cái mặt nó bóng lưỡng rồi. Thôi thằng này chắc qua thẩm mỹ viện rồi chứ mấy không. Rồi kêu nó ra đây! Chương Chi ơi, mày ra lẹ Chương Chi ơi! Trời, sao nhạc hay dữ mày? Trời mẹ ơi, người ta thổn sáo má tôi đu dây điện rồi trời. Má cho má. Trời. Cái má ngồi. Mày đi ra được tao thấy mày đừng có bị phen buồn má ơi. Tự nhiên đi không mày nhào chứ tao người ta. Tao sẽ thổi. Nguyên cái làng dành đi, nó xấu nhất làng mà nó nhảy solo quá trời. Trời ơi, chụp hình hai con này vừa rửa ra không giống hai con chó Bắc Kinh nữa thì thôi. Để mày giải tán được cái nuôi đây, cái hộp nhanh đi. Trời ơi, đi. Mày khẳng định với tao là còn người ra nữa hay không? Dạ khẳng định là hết. Hết là phải không? Chắc chắn. Cho người ta ngồi dưới ta yên tâm, ta tưởng còn ra nữa là chưa bao giờ vô vấn đề ha. Dạ. Hết người rồi. Được không rồi, mừng ba. Khoan! Trời! Tao phải quýnh mày. Cái gì? Quýnh mày. Mày mà hết. Mày mà hết. Mất dạy hả mày? Tao nói mày nào? Má ơi! Tại sao mày? Mày khoan mày? Quánh sai người rồi, cái thằng bên kia. Thằng kia
Ôi trời ơi, thằng kia. Thằng đó, cái thằng Lai nó khoan. Lai khoan à? Tao đánh mày khoan cái gì? Lai. Giận nó được mày ơi. Dạ, ông xã. Em nói ông xã nghe nè. Tao bóp cổ mày, tao cưới mày nào mày kêu tao ông xã mày. Cái con này nó thèm tao lâu lắm rồi nè. Cái con này nè, nó ghê lắm nè, con này nó khoái húp lẩu nè con này. Ông phải, ý em định kêu là ông ở làm ở xã thì em kêu là ông xã trưởng. Ông xã trưởng. Nói. Dạ thưa ông xã trưởng, em biết cái chuyện ông xã trưởng sắp thông báo ở đây rất là hệ trọng. Nhưng mà em xin phép sẵn có đông đủ tất cả mọi người ở đây, em cũng xin thông báo một chuyện vô cùng hệ trọng. Vâng, xin giới thiệu nước vệ sinh hiệu trái sầu riêng. Hả? Vâng, vậy? Nước vệ sinh này có thể giúp cho chúng ta. Sao? 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 Ê, 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 sao uống luôn vậy? Nước vệ sinh mà ngu gì không uống? Cái này là dung dịch vệ sinh phụ nữ. Trời ơi, đành rồi, thấy nước là uống à. Tao chém mày chắc cha mày. Cái gì vậy? Mày quảng cáo cho mày quảng cáo hết mày. Tao chưa nói hết. Tôi chưa nói gì, cái này không có dành cho anh, cái này dành cho chị Nở. Chị Nở ôm em chạy. Này, này, gãy ra nghe. Ý mày bảo tao ở dơ hả? Cưng cưng qua đây chị mua cho. Ý, gì mà mua hả? Ờ, khách hàng thân thiết luôn. Dạ. Hàng ngoại phải không? Dạ, hàng Tây. Wow, hàng Tây. Dạ. Tây là ở đâu? LA. Wow, LA, Los Angeles, dạ. Hai chai. Trời, cảm ơn chị nha, LA là Long An đó. Đông ra Los Angeles má. Ở Tây Nam Bộ, dạ. À, nổi mày. Gian thương, giờ Dục đâu đeo nổi. Đi Dục đâu không? Ở đâu? Đem ra mã ông nội xã trưởng Dục nè. Ê, sao mẹ không đem ra mã ông nội mày Dục, mày đưa qua mã ông nội tao hoài à. Ê, bộ mày mày mến mộ hả, mày cần ra nằm chung không? Mày được chưa? Dạ. Yên chưa? Rồi, hợp đi, hợp đi. Mày like một lần nữa, mày quảng cáo ngang ngược một lần nữa, tao quýnh mày lại luôn nha. Con này xưa ba má sinh nó lệch múi giờ này. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Có đứa nào cản không á? Hết rồi. Hết cản rồi, hợp nha. Bỏ. Trời ơi. Em. Nè. Nè, tươi tỉnh nha. Mày nghĩ làm sao mà tao kêu mày đưa đồ mày phun một bãi vậy mày? Bữa mới nhắc dậy xong rồi giờ làm khác. Mày phải biết như thế nào là tao kêu mày đưa đồ tao chứ. Mày. Hỏi gì vậy? Mắt không chịu nói, dậy không còn nhíu 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 vậy nè. Ấy là phải đâu. Con kêu ba đưa giấy để đọc diễn văn, mày đưa giấy suốt làm gì? Em xin lỗi ông mày xã. Mày coi thường tao quá. Em tưởng ông xã tới rồi. Tới con mắt mày. Tao bấu vậy mà nó nói tao tới mà. Như vậy mà. Ôi, khốn nạn mà. Lại ông xã. Này sổ liên lạc con mày má ơi. Mới đi họp phụ huynh về. Trời đất ơi, mày giết tao đi thiệt, hợp hành mà không có giấy tờ sao phát biểu. Ôi giời. Vậy vậy chứ cái đầu ngu không có chữ gì, nên phải có giấy mới nói được. Ê, mẹ đọc ngược à. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách. Kính thưa phóng viên Hai Hòa. Kính thưa. Này. Hả gì hả? À. Kính thưa một lần thôi. Kính thưa bà con cô bác. Không, mẹ mày rốt quá mà kính thưa đến sáng à. Một số người sẽ bị trục xuất ra khỏi làng sau cuộc họp. Thưa toàn thể quý vị, giờ ngày hôm nay, đối với bà con trong làng, tôi xin thành thật khắc cốt ghi tâm toàn thể chư vị trong tim tôi và tôi xin tạc được hình sáp để quý vị đại lộ danh vọng. Vì sau khi tôi nhận được chức xã trưởng thì đó cũng là một vinh dự, đồng thời đó cũng là một cái trách nhiệm của tôi. Và tôi biết được đó sẽ là một cái năng triệu trên đôi vai này. Vâng, sự phát triển của hiện tại, vâng, và đời sống thì có thể nói rằng có thể đến được với những cái gì gọi là tầm cỡ quy mô. Và trên, vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng trong tương lai gần. Và tất cả đúng, đó là những sự như vậy. Vâng, và thực đó là thực trạng. Vâng, và ủa nãy giờ tao nói gì vậy ta? À. Từ từ.
Từ từ. Nói quá trời mà phải tập trung chân nó mới về. Từ từ, khó lắm, mấy này khó lắm. À, thưa quý vị, tôi xin thông báo một chuyện vô cùng hệ trọng. Nhiều quý vị đã biết, hiện nay tầng khí quyển đang lúng cái tầng ozone, còn không đứa nào dám leo lên giá. Mà giá được thì không có kỹ thuật giá. Gần đó, hiện nay dân số thế giới càng ngày càng đông, đất chật người, đồng đất càng rộng, mênh mông đất càng chật người. Và gần đó, gỗ Bắc Cực đang ngừng sinh sản, một số loài động vật quý hiếm đang ngừng triệt lông. Và bên cạnh đó, khí hậu thay đổi toàn cầu, trái đất đã nóng dần lên. Thì để bảo vệ cho môi trường, bảo vệ cho thiên nhiên, bảo vệ cho hành tinh xanh lẻ của chúng ta, thì đề nghị bà con phải làm một việc hết sức quan trọng, đó là đem chó đi tiêm phòng đúng hẹn. Trời ơi! Gì? Hả? Em xin lại mấy cái này nha. Sao vậy? Tất quốc hả? Mới còn lắm vào cuối cùng mang chó đi tiêm chứ. Cái chó này đáng chửi cho mày không chửi. Hả? Tao đang ngủ mà. Đưa kịch bản cho học mà nói trớ quốc. Không phải, bởi vì chết chó thì chó nó mà không cắn, tao mới ngừa dạy được, tao mới ngộ ghê. Bây giờ tao nói rồi, gia đình nào không chịu đem chó đi chết, tao sẽ chết chủ. Tao nói rồi. I'm okay, and you can sit down, and I will talk to you, and you have your answer, and okay, and you do it, never okay, never return, never answer me anymore, and okay, it's hot, it's over, and I'm denied, okay, phải xẻ ra. Ủa anh Mã, anh nói gì anh Mã? Ngu, nó phải xẻ ra, là nó giờ nó ăn cơm đó. Không nghe cái lời tào lao đó. Tôi bây giờ là đại diện nè. Cái chuyện đi chích chó là chuyện của người ta tự thân. Không lẽ bây giờ tới về từng nhà hỏi ê chó đi chích không? Sao mày chửi tao chó mà? Rồi tới nữa chém rồi. Nữa bây giờ. Ôi trời ơi. Tao nghe hết á. Cái làng này á ngu không à. Người xã trưởng ra nó nói cái chuyện quan trọng rốt cuộc là đi chích ngừa cho chó. Ê. Tao hâm nó mày cười gì mày? Tao cười bao giờ? Mày không cười sao mày nhe răng đâu mày? Răng tao bụng chân là thế rồi. Tại sao mày không lấy vô? Lấy vào được tao lấy rồi. Tao biết mày khoái nghệ sĩ này nè. Ôi giời. Tao biết mày mê nó. Nó là mày không à? Mày mê nó cái thổi sáo phải không? Này mê tao ơi. Chắc chắn là vậy, mày mê nó thổi sáo. Tại vì mày thổi sáo không được. Mày phải mày mê nó không? Mày không phải phải không? Mượn cái sáo hả? Mày thổi kêu tao con mày liền á. Mày thổi ra ra. Mày thổi tao kêu không? Sao mà thổi kêu lại tao đánh mày. Mày thổi đi. Họ chưa mày mày. Tao chém mày. Mày ngoại tình phải không? Này mày bả lên cho chị. Trời ơi ghê quá. Trời ơi ghê quá. Trời ơi. Trời ơi. Mày không có gì hả? Mày không có gì. Mày không. Không. Quân cây như thế vậy. Đứa nào muốn diệt chủng tao vậy? Sao mày quá nát rồi? Đừng có lỗ tai đi. Tao nghe. Tao khoái. Wow. Trời ơi chị nở hay quá chị nở ơi. Còn không biết like. Quên luôn á. Qua like đi. Ơi. Like. Khác giờ mới được cái like. Trời mừng quá chị ơi, nó nghe nè. Trời sao chị hay quá, chị nói một cái ảnh đi về liền vậy? Đơn giản thôi, bảo dạ. Về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nằm phè ra đấy tí về tao thưởng. Mẹ tao lắm, yêu lắm dưới cơ. Đòi đẻ con với tao mà tao không ưng đấy. Nó bảo là chắc đẹp này không có đụng hàng. Chắc đẹp này là số 1. Nó muốn duy trì nòi giống ấy. Mày nhỏ như vậy. Ủa chị nở vậy? Chị cũng muốn có con trong năm nay hả? Ừ. Em cũng vậy á, em muốn có chồng trong năm nay mà không biết tìm ai. Chị bảo xem phim này hay rồi đó. Coi. Cái bị gì vậy? Cái con gì nhắm nó vậy nhỉ? Dạ đau chị. Xin lỗi, xin lỗi Hot Boy. Hot Boy ơi, hồi nãy Hot Boy thổi bài gì hay quá à. Em thích lắm. Ủa Màu thích hả? Dạ. Màu muốn nghe lại không? Dạ muốn nghe chứ. Màu muốn nghe lại thì chi, xin thổi cho Màu nghe. Dạ.
kèm saxophone mới lãng mạn làm sao. Cái con khùng dễ sợ luôn. Trời ơi nè trời. Không nói thì người ta không biết mình ngu đâu. Ủa sao vậy? Đây là nhạc cụ dân tộc. Đúng rồi đó. Nghĩ làm sao mà kêu tiếng kèn saxophone. Đây là tiếng kèn violon. Hai đứa bay á, càng nói á, càng loài cái ngu. Có cái đầu mà không có cái óc. Này tao bán hủ tiếu gói nha. Nhưng mà đây là âm nhạc một đầu đây này. Cái này ấy là tiếng sáo đúng không? Đúng rồi đó, thủy nở nó đó. Lây không, tiếng sáo hay là tiếng violon không quan trọng. Quan trọng là em thích bài này. Ủa mà biết bài này hả? Dạ biết chứ anh. Đây là một bài nhạc rất hay. Nó gắn liền với tuổi thơ của Màu à. Đây là bài Dạ Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chị cái này để em thử nó cho. Ê Màu, tao nói thiệt, tao biết mày ngu mà không biết mày ngu cỡ đó luôn Màu. Ủa ngu nữa hả? Trời, mày nghĩ sao mày nói đây là cái bài Dạ Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn à. Trong khi nó là cái bài Trịnh Công Sơn của nhạc sĩ Dạ Cổ Hoài Lan. Ôi trời ơi, chúng mày á là một đùi ngu nhá. Dạ. Không biết gì về âm nhạc. Nói cho người ta buồn nghe kìa. Cái bài này là bài nước ngoài. Đúng rồi. Có chủ đề là My Heart Will Go On. Đúng rồi đó, hay quá. Trong cái phim rất là nổi tiếng của nước ngoài luôn là Titanic. Chính xác rồi, chính xác. Like. Này, chuẩn bị 1.000 like cho chị mày á. Em like mạnh luôn nè. Còn cái bài Dạ Cổ Hoài Lan ấy. Ừ. Của nhạc sĩ Thanh Bùi. Trả lại đi má. Sai á? Trời ơi, má chết quớt luôn á, thiệt á. Các anh chị ơi, các anh chị. Trời ơi, từ nãy giờ nghe mấy anh chị nói về âm nhạc tôi nghe tôi buồn quá à. Ủa chứ có mày cũng lần sai. Dạ Cổ Hoài Lan á là bản giọng cổ đầu tiên của nước Việt Nam do cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác. Và đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hay quá. Còn Trịnh Công Sơn á có những bài nổi tiếng như là Hạ Trắng, Diễm Xưa, Cát Bụi. Đó, còn Thanh Bùi á là nhạc sĩ trẻ thôi. Tôi đem âm nhạc đến cho mọi người mà mọi người không tôn trọng như vậy. Tôi ở đây có ý nghĩa gì? Tôi về. Không ai được về. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Phải tìm cho ra hung thủ. Ô đi luôn à? Ha, quên ha. Trời ơi, cái thằng quỷ nó đẩy liệu luôn mày ơi. Nó đẩy quá, tự nhiên đi là phải vô luôn vậy đó. Tức quá mà. Ghế tao đâu? Mở cửa. Họp. Đóng cửa. À, mở, mày lên đây mày họp nè. Trời đất ơi, nó hay ghê, nó kêu mở cửa ra, nó còn chơi cửa tự động nữa trời. Chuyện quan trọng kinh thiên động địa, phải báo ngay bây giờ. Khoan. Hả? Gì? Like. Trời ơi, mày biết tao nói gì mà mày like trời. Dạ, em không cần biết anh nói cái gì em cũng like mà. Bây giờ em cái gì em cũng like, em like mù quáng rồi. Em nói thiệt với anh là người ta đăng status lên, em chưa kịp đọc em nhào với em like rồi. Em like anh rồi đó. Chuyện gì vậy anh? Ờ, nhà tao có tang. Dạ. Mày like đi. Mày like lần hồi mày đừng nằm kế mã ông nội tao đó. Em xin lỗi anh. Em không biết nhà anh có chuyện buồn. Anh ơi, ba anh chết hả? Ba đã chết cách đây 3 năm rồi em. Mã của ba, ổng là kế mã ông nội em xã trưởng đó. Mày nữa. Cái này đúng à, năm nào cũng đi dãy cỏ đó. Ok, do rai. Vậy không lẽ má anh chết hả? Má tao chết trước ba tao rồi. Đám vỗ mày ăn nhiều nhất. Mày ăn xong mày còn đòi đóng gói đem về, mày nhớ không? Giờ quên luôn á. Anh ơi, vậy không lẽ vợ anh chết cái hả? Gì? Mày điên à? Vợ người ta còn sống sờ sờ ra đấy, chết bao giờ mà chết. Úi dồi ôi, nếu vợ người ta chết là người ta đau khổ lắm mày biết không? Dạ. Điên khùng. Mày mới điên nữa nợ. Ôi sao thế? Vợ tao chết tao phải vui chứ sao buồn mày. Trời ơi, mày biết trong bao nhiêu con tao nuôi, tao nói con nào vài năm nó chết, con quỷ vợ nuôi mấy chục năm không chịu chết mày ơi. Ở lì thấy sợ luôn nè. Trời ơi ông xã ơi, vậy chứ ba ông không chết, má ông không chết, vợ không chết chứ không lẽ ông xã chết. Tao móc like mày nghe. Thôi bây giờ có cái gì ai chết anh nói đại đi để em đón, ngồi dòng họ anh chết hết. Trời. Chim tao chết rồi. Đó là chim của tao. Ôi, chim của tao đã không còn nữa. Nói đừng có cạp nhiễm trùng. Ôi, xã ơi. Xin xã đừng có đau buồn, xã ơi.
Nhưng xã đừng buồn, em sẽ tặng cho xã con chim của em để xã chơi cho chướng nhá. Chim em đẹp lắm xã ơi, chim em là con chim trí đấy. Con chim mày nghe bệnh hoạn quá không dám lấy mày ơi. Quý chim mày tao không biết hình hề dạng nó gan sao mà thấy nó dám đứng chứ không dám ngồi mày ơi. Trí ngồi sao được mày. Trí là cái tên thôi. Chim của em đẹp lắm. Trời ơi. Ủa chị ơi, chị cũng có chim hả? Con này điên nhảy. Cả cái làng này ai mà không có chim. Mày có chim không? Có. Mày có chim không? Mày có chim không? Mày có chim không? Em không có chim. Hả? Mày là quỷ rồi. Ôi. Ai cũng có chim mà nó không có là nó là quỷ rồi. Em ơi về nuôi chim đi. Phải yêu thương động vật em mà. Mình phải nuôi một con chim. Cái tục lệ làng này là phải nuôi chim để cho nó hót véo von. Dạ đâu có được, em không có nuôi chim được. Nuôi chim nó cản trở sự nghiệp em lắm. Trời gì? Nó hót suốt ngày làm sao em luyện thanh. Mày luyện thanh làm cái gì? Em luyện thanh để tố giác nhiếp cho nó tốt. Trời ơi, mức độ đó rồi đó hả? Hai ba má ngồi yên đi. Trời ơi, bây giờ cái chuyện ta rối đùi rồi. Bây giờ thằng mỏ đâu? Thằng mỏ đâu? Thằng mỏ đâu? Giải quyết. Hiểu không? You have to get that water to be. Somebody must die. He's a die. Get ever. Oh, and everybody see it. And everybody see it. It's a die. It's a bird. It's a bird. Giải quyết. Nè. Cái gì? Hả? Không hiểu mà. Tao nói tao đâu không hiểu đâu. Ý tao nói mày giải quyết vụ con chim chết á. Thì nói vậy đi. Rồi, giải quyết vụ con chim chết. Ok. Khoan. Hả? Cái gì vậy? Dạ, anh mỏ cho em nói chuyện với anh chút xíu. Dạ, em biết là lời nói của anh nói ra lúc nào cũng quy luật. Anh nói cái gì ra cũng thiên. Bởi vậy ông bà ta có câu mồm thối nói thiên. Anh nói thiên như vậy chắc chắn mồm anh rất thối. Xin giới thiệu, nước súc miệng hiệu trái sầu riêng đó. Trời đất ơi, cái thằng này sao mày tới mày giới thiệu hoài. Hết cái nước phụ sinh, cái nước vệ sinh phụ nữ rồi bây giờ tới cái nước sầu riêng. Cái gì mà cái hãng sầu riêng mày có hoài vậy? Dạ, cái đó cái hãng gia đình em. Hãng gia đình mày ở đâu? Dạ, hãng sầu riêng đặt trụ sở kế bên mã ông nội anh. Cái mã ông nội tao giờ lên tới khu công nghiệp rồi hả trời? Ôi, thiết thật. Tao cào răng mày ra nha nở. Tao không có giỡn mặt. Giải quyết nhanh. Thưa bà con, chim ông xã chết rồi. Hả? Sao nói gì nghe ghê. Chim của ông xã chết rồi. Đúng rồi. Bị chó cắn hỏi... Bị chó cắn biết không? Bị chó cắn ghê lắm. Cái đứa nào nó chích chó. Cái con quỷ chó nó làm nó lên cơn. Sao trời nó đè chim tao cắn bấy nhầy mày ơi. Trời ơi cắn nát chim nhá hả? Tao buồn dễ sợ luôn. Con chim tao nó bự thiệt bự 1 ký mấy lô. Bây giờ nhả ra còn 3 lạng. Ghê vậy. Ở giờ nó nhả ra lâm không. Trời ơi. Bực mình dễ sợ bây giờ. Tìm cái giải quyết. Tìm cái giải quyết. Con chim là một loại động vật quý hiếm. Đúng. Mình phải bảo vệ nó. Đúng. Phải bảo vệ quyền lợi của con chim. Đúng. Bảo vệ quyền lợi của động vật. Đúng. Bằng cách giết sạch chó trong làng làm thức ăn. Hay. Không. Tôi phản đối. Không. Không được giết chó. Không được ăn thịt chó. Không được ăn thịt chó. Không. Tại sao? Ăn thịt chó hôi miệng. Yên tâm, thôi miệng này có nước súc miệng hiệu trái sầu riêng. Tao chém hai con này. Trời đất ơi, cái chỗ tao giải quyết cái vấn đề nhà tao tan sự. Mà tao bay vô trái sầu riêng. Nè nè, đừng có giải quyết nữa. Hả? Thấy vô duyên vô lý lắm. Cái gì? Chỉ vì muốn bảo vệ một con chim đã chết bằng cách là giết sạch những con chó còn sống hả? Vậy là bảo vệ động vật hả? Ê, làng làng của tao kệ tao mày. Thôi vô duyên. Không, đúng rồi đó, hết bòi nói đúng á. Trời đất ơi, tào lao không à. Nào anh mời đến hợp nói toàn là chuyện đau to búi lớn. Đúng. Nào là tầng ozone rồi dân số thế giới. Ra đây nói toàn chuyện chó với chim. Mệt, không hợp nữa. Ra mã chụp hình cho nó sướng. Mau, tao cấm mày lết lên mã ông nội tao chụp hình nghe. Mày lên trở mày rù quến ổng mà ông ngoại tình với mày. Bà nội tao sẽ hiện hồn về bóp cổ cho mày chết. Con Mào nó la rồi kìa. Bị bóp rồi hả? Bị bóp. Ủa trời ơi, anh chết tin dữ vậy. Trời ơi, không lẽ ông nội tao ngoại tình thiệt. Cái chuyện gì mà im lặng, tất cả im lặng. Hình như có một chuyện gì kinh thiên động địa nó đang diễn tả. Có chuyện gì? Đúng, đúng, ở đằng đó là mã ông nội tao. Cái gì? Mày làm sao? Ra ngoài đó mày làm gì? Trời ơi, đồ khốn nạn. Tại sao mày đồ múa lửa trên mã ông nội tao? Cái gì? Quá đáng mà bây giờ mày còn đồ bọc mộ lên để mày xây hồ ơi hả mày? Không phải. Chuyện gì vậy? Trái. Trời ơi, trời, trái nhà nó làm thế ghê. Ơi. Nhà ai trái? Nhà Chí Phèo. À. Ôi trời ơi, nhà Chí Phèo cháy mày ra, mày cứ đào múa đuối thế này nhà. Trời ơi. Nhà tao cháy rồi. Trong mày. Phèo ơi, Phèo chết rồi. Khoan đi đi. Dương. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Kiếm chồng quanh. Đi dập lửa đi. Không. Dạ. Không ai được dập lửa, không ai được cứu gì hết.
dập lửa, biết đâu lửa nó không tắt mà nó còn cháy luôn những cái nhà còn lại. Vì vậy ta có một cách rất là thông minh, rất là văn minh. Chúng ta hãy lập một trang cho nhà Chí Phèo ngừng cháy. 1000 like cho nhà Chí Phèo ngừng cháy, like anh đi. Thôi rồi, like đi, like nhà Chí Phèo hết cháy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè, mạnh. Nhà người ta đang cháy không lỗ cứu đi, bây giờ ngồi lại lai 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 là sao? Lai cho hết cháy. Ừ, lai đi cái gì? Đúng rồi, lai mới hết cháy. Lai đi, lai lai lai. Lai đi em. Lai. Trời, chị hở, chị hở. Trời, chị lai mạnh đi. Lai đi, lai mạnh đi em. Rồi, lai cho điểm cháy nữa. Trời, trời, hay quá. Có lai là còn sống, không lai là chết đó. Đủ lai chưa, đủ lai chưa? Lai đi. Ê mày, hình như nó cháy gần hết cái xóm này mày ơi. Ủa vậy hả? Rồi, cái gì vậy, cái gì vậy? Dằn chuối rồi. Hay quá. Trời ơi, nó chết cái chỗ đen, chỗ trắng thế này. Ôi dồi, có như con chó quay thế này. Trời ơi, tao nghiệp ghê. Chết mà cái tướng mà giống chó quay vậy là coi như tội lắm. Mà quay không kỹ, thôi đem vô quay lại đi em. Cứu chồng con với. Khỏi cứu. Cái gì? Khoan, đừng cứu. Vâng, công ty bất động sản Hiệu Trái Sầu Riêng xin giới thiệu lô đất nền ngang 1m, dài 2m, sâu thăm thẳm, thích hợp cho việc chôn cất, chôn 1 tặng 1, thiêu 1 tặng 2. Trời ơi, giờ này không quảng cáo được nữa. Sắp chết rồi, phải quảng cáo. Mày điên à? Không còn ai cứu nữa, ta đã có một cách văn minh hơn, thông dụng hơn và nhanh gọn hơn. Bây giờ mấy mình lập thêm trang nữa, 1000 like cho Chí Phèo sống lại đi. Tao tỉnh rồi. Nó chém kìa. Tao xử màu con nở xong tao mới chết. Trời ơi, nó chém ai mà dao nó quéo vậy? Còn lại ngồi đây tao nói nè, tại sao mày kêu tao về nhà tao tắm, tao chờ mày về mày thưởng tao? Tao tắm đã, tao đắp mền, tao nằm đó chờ hoài. Tao thắp hai ngọn nến lung linh lãng mạn chờ mày về. Hai ngọn nến cháy sát tới cái mền luôn. Rồi nó cháy lên không ai cứu tao làm sao vậy? Trời ơi, phát chay nghe ra đường mà bảo kêu cứu. Tao đâu có mặc đồ đâu, tao chạy ra đường. Thấy chưa, cái dòng mặt hoái sinh sản nó vậy đó. Xin lỗi, quên họp vào đây này. Rồi thôi, dẹp đi. Chuyện gia đình tụi mày, mệt quá. Mày đòi chém ai? Chém cả làng này nè. Thôi đi, chém cả làng kìa. Thôi đi. Tôi mệt mỏi quá rồi. Chết cha chửi. Cái làng mặt sắc này không còn tình người nữa. Ngày xưa Chí Phèo rạch mặt anh dạ nhưng không hại ai. Bây giờ gặp ai đòi chém mỏi tay. Còn Thị nữa, ngày xưa chịu thương chịu khó, bây giờ đánh chồng như chó. Thị Màu nữa, suốt ngày tự sướng, làm toàn chuyện chứa. Còn anh nữa, gì? Anh họ, ngày xưa anh đưa toàn tin đàng hoàng, bây giờ đưa toàn tin bàng hoàng. Lý Công, em vô tội. Anh lai vô tội dạ thì có. Đúng lai sai lai, không đúng không sai anh cũng lai à. Ngoài lai em còn quảng cáo nữa. Còn ông nữa. Còn mày nữa, mày định làm ông cố nội tao mày. Mày sang ra đây mày. Mày nghĩ sao giờ cái làng này làng của tao chứ phải làng của tụi mày. Trời đất ơi, nghĩ sao mà ra đi lật đổ chính quyền hả? Không có đâu nghe. Cái đế chế Facebook của làng tao là vĩnh cửu. Không chấp nhận thì tụi mày cũng phải chấp nhận cho mày làm cái gì được hả? Bây giờ tao lập một cái trang mới, đó là cái trang 1000 like để cho hai vợ chồng nó bị trục xuất ra khỏi làng, và một cái trang để một hội những người tẩy chay trương chi. Nói chung tụi bay thích cũng phải like, không thích cũng phải like, còn sống là phải like. Tụi bay bù vô like. Trời, khổ ghê thiệt. Tao đang làm quản lý nhà hàng tự nhiên giờ đứng ra ngoắt khách giống quỷ ghê. Khác cái là mấy đứa kia nó đứng ngoài đường rồi tôi đứng trong quán thôi đó. Rảnh ghê thiệt. Trời đất ơi, trang phục sang trọng. Thôi đúng rồi. Chê. Dạ, em mời chị An cái bàn tọa. À, là An tọa đó phải không? Dạ đúng rồi, mời chị. Em rước chị vô kiểu này, chị có cảm giác chị giống như là hoàng trâu cách cắt vậy đó. Dạ. Còn em giống như là thái giám. Chị thật là có duyên. Em vừa thấy chị từ xa là em thấy chị thân thiện liền. Chị mặc cái bộ đồ này, em nhìn là biết chị ở đâu rồi đó nha. Nếu thiết em thì anh hãy nói với ai nè. Chị ở bên Lào phải không? Ừ. Phải công nhận á, là cái gu thời trang với âm nhạc của em đã đạt mức siêu đẳng luôn á nha. Dạ. Em hát nguyên một bài Cô Gái Trung Hoa. Cái em hỏi chị phải bên Lào quá không? Xin lỗi em, chị đến từ Thái Lan. Ồ, dạ chị là người Thái Lan hả chị?
Dạ em đâu có biết. Dạ chị. Dạ em nói là tên chị nghe là em là quay quần quán. Quán của em có bán rất là nhiều thức ăn, rất là ngon, rất là hấp dẫn nha chị. Từ Tây sang Ta, từ Đông sang Tây, từ Lào sang Á, từ Châu sang Mỹ. Nói chung là em có biết em nói cái gì đó. Nhưng mà nói chung là nhiều món lắm. Chị ăn món nào chị? Cuộc đời này nó bất công lắm em à. Không, em đang tư vấn chị đồ ăn á chị. Em hiểu là cuộc đời nó bất công rồi, nhưng mà ý là em nói gì nè, quán em có bán nhiều đồ ăn lắm ha, nhiều cái loại đồ ăn, có như là trên rừng có, dưới biển có, giống như là hải sản là cũng có hải sản, tôm cua cá ha, hay là lâm sản cũng có lâm sản, rồi đặc sản cũng có đặc sản. Bây giờ chị muốn ăn cái gì? Đàn ông là như vậy đó. Em hiểu, em là đàn ông em hiểu mà. Em hiểu em như thế nào mà. Nhưng mà chị có biết em đang nói gì không? Chị biết chứ. Chị có nghe em nói không? Chị nghe chứ. Mà chị hiểu em nói gì đúng không? Chị hiểu mà. Đó, thì bây giờ em đang tư vấn chị nè. Em nói là quán em có rất là nhiều đồ ăn đúng không? Đặc sản có, hải sản có, lâm sản có. Chị ăn cái gì nè? Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi em à. Không chị, bây giờ mình phải làm rõ chút xíu. Chị hiểu không? Mình phải làm rõ cái chuyện này xíu. Chị, đây là quán ăn. Chị hiểu. Đây là quán ăn. Đúng. Chị có vô quán ăn đúng không? Đúng. Đó, chị, em là gì chị biết không? Phục vụ. Em là phục vụ đúng không? Đây là chị đã quán ăn đúng không? Mình vô quán ăn thì mình phải ăn uống đúng không chị? Đó, bây giờ chị muốn ăn cái gì? Cuộc đời này nó bất công lắm em à. Cái câu này nãy em nghe rồi. Nhưng mà bây giờ em nói một lần cuối nè. Đây là cái quán của em. Mấy tháng nay em chưa có khách chị hiểu không? Chị sáng hiểu. Em mới tiếp một thằng cô hồn ở đầu đốt quán em là em sợ lắm rồi. Bây giờ chị vô đây là chị vô quán ăn đúng không? Đúng. Chị có ý thức được chị đang ngồi trong quán ăn không? Chị hiểu mà. Em là ai? Phục vụ. Đúng rồi, đây là đâu? Quán ăn. Đúng không? Chị ăn thì mình phải ăn đúng không? Đúng. Đợi chị ăn cái gì? Đàn ông là như vậy đó em. Bây giờ bà muốn cái gì bà nói đây? Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi. Tôi biết câu phụ nữ là chịu thiệt thòi rồi. Bà từ nãy giờ một câu chuyện mà có ba câu bà nói đi nói lại hoài. Tôi không biết cái chuyện gì đang xảy ra với bà. Bây giờ tôi hỏi bà tóm lại một câu ngắn gọn là bà muốn cái gì? Chị muốn uống. Thà như vậy đi chị. Trời ơi chị nói em nghe, chị muốn uống vậy đi. Chị uống cái gì chị? Em cho chị một ly cam giác. Đó vậy đi, trời tôi nói đơn giản thôi. Em thích vậy đó. Nè dạ. Cam tươi giác nha em. Dạ. Trái cam lựa tròn ngọt nha. Cam chín cay nha em. Vì sao? Đó là món uống ưa thích của chị. Chị hồi nào đến giờ chị rất là trung thành với lại cái gu ẩm thực của chị. Dạ. Em biết không, từ nhỏ lúc 2 tuổi chị đã uống nước chanh rồi. Ừ, nên lớn lên chị chỉ uống nước cam thôi. Em hiểu là tại sao chị đeo cái nơ như vậy rồi đó nha. Để chút xíu vô pha nước cam cho chị nha. Thích chị ghê. Cam tới rồi, không có tiền là không có cam. Làm ơn, đừng bao giờ nói với em nghe là chị còn 3.000 nha. Không, tiền thì chị nhiều lắm. Cảm ơn chị, em yên tâm rồi, có tiền là em vui rồi. Nước cam đó, em dắt đúng như thế cả. Gì vậy chị? Ủa chị tự nhiên không uống, bỏ gì vô mà nó sủi thế ghê vậy? Em biết không? Dạ. Đây là món uống ưa thích của chị. Đúng rồi, em biết mà. Dạ có lẽ đây là lần cuối cùng chị uống món uống này. Gì vậy trời? Ủa chị tự nhiên vô uống thì lần cuối cùng lần sau giờ chị muốn cái gì? Cái đó là cái gì vậy? Thuốc độc. Trời ơi sao uống nước cam tự nhiên liền thuốc độc vô lần sau? Bây giờ chị muốn cái gì? Chị muốn chết. Rồi nữa rồi, tới nữa rồi. Trời ơi sáng giờ cái gì được không? Trời ơi cái gì vậy bà ngoại? Bà muốn chết bà đi đâu rồi mà vô đây làm chi vậy bà ngoại? Cái gì vậy? Bây giờ cái chuyện gì xảy ra với chị? Cuộc đời nó bất công lắm em. Tôi biết cuộc đời nó bất công rồi, đàn ông nó là như vậy phải không? Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi đúng không? Trời ơi, nguyên câu chuyện mà có 3 câu mà tôi thuộc là bà nội ơi. Bây giờ bà muốn cái gì? Chị muốn chết. Không có uống nha, tôi có giỡn mặt bà chết mà đi vô khám chết nè. Bà uống ở đây. Chị để cho chị chết em à. Em để cho chị chết. Đàn ông nó là như vậy đó. Không có đàn ông như vậy. Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi em à. Tôi không giỡn nha. Để chị, để chị. Tôi giỡn mặt bà. Tôi nổ điên nè. Tôi giỡn mặt với bà hả? Muốn chết đi đâu chỗ khác chết đi, tự nhiên cái quán người ta đã ế rồi. Cuộc chết này thì ám luôn cái quán này cho khỏi bán hả? Muốn cái gì hả? Tự nhiên sáng sớm vô đầu chết làm sao bây giờ muốn cái gì hả? Bực mình muốn chết rồi hả? Hả? Nói chuyện mà khác nữa cũng chết à? Quá bực. Chúc mừng em.
em đã uống ly thuốc độc của chị. Trời ơi, bà ngoại đeo nơ. Trời ơi, trước khi bà đi bà cũng kéo theo đồng bọn nữa hả? Trời ơi, tôi kêu đồng bọn bà ra, bà còn bạn nhiều lắm. Bà chậu ai bà chậu? Ai ơi bà chậu ơi, chết tôi rồi, bà chậu ai? Bà chậu ai à? Dạ thưa quý khách, nhà hàng của em theo phong cách phục vụ được phăng xe thủ đô của Brazil xin trân trọng kính chào quý khách. Ủa em, ai mà lố hơn chị vậy em? À bà chủ em ấy chị. Mà em thì có tao kiếp khách nè. Dạ thưa chị, chuyện gì đã xảy ra mà chị không hài lòng vậy chị? À cái vấn đề là tôi kêu ly em biết rồi, vấn đề là chị kêu ly nước cam. Đúng. Nhưng mà nó làm không uống đúng ý chị cho nên chị giận chị hờn chị trách chứ gì. Dạ thưa chị, như cái ly nước cam này đó. Dạ nó... cam giác. Dạ quán em lúc nào cũng bán cam giác. Cam giác chứ tụi em không bao giờ là lấy nước ngọt bỏ làm nước cam giác đâu chị à. Cái vấn đề nó ở cái chỗ vấn đề là cái ở chỗ là có lẽ là cái thằng này nó làm không đúng ý chị và thôi thì để em nếm thử. Dạ em nếm thử cho chị coi. À, đừng. Mày im. Ồ cam hơi đắng nhưng mà chị à có lẽ là cam để lâu ngày nó hơi héo mà nó dắt mạnh tay cho nên nó hơi ra cái chất đắng thôi. Nhưng ý chị tôi à, muốn nói là em biết rồi. Đừng. Ý chị muốn nói là em đã lỡ uống rồi mà khách không uống mà chủ quán uống vậy rồi thì em xin tạ lỗi chị. Em sẽ uống hết ly này rồi sau đó em sẽ kêu nhân viên của em sẽ đem ra một ly nước cam và em tự tay em dắt trước mặt chị cho mày. Mày em, mày thấy chưa, mày dắt nước cam như thế nào để cho người ta la. Dạ em xin lỗi chị. Dạ ý của tôi là em sẽ uống hết. Dạ đây đừng nào nghe. Uống đi, uống đi. Nó hơi đắng nhưng em sẽ uống hết để tạ lỗi với chị. Thôi uống đi chị. Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em xin lỗi chị mà. Còn chia, hút cho lẹ đi nè con. Uống đi, ráng đi, chứ nước cam ngon lắm. Ừ. Le français, bonjour, bonsoir, à c'est vous. Em đã uống hết ly nước cam rồi. Hay quá, chúc mừng chị đã vừa uống hết một ly thuốc độc. Dạ, cái ly nước cam này là của em kêu. Mà hồi nãy em có bỏ viên thuốc độc vô trong đó vì em muốn tự tử. Mà chị uống hết rồi đó. Tôi là tôi tính chết thôi. Mà ai ngờ chị với lại thằng này lanh quá giành luôn cái chết của tôi à. Thôi, tôi về nha. Em à, có lẽ là hôm nay cái chết của chị nó không có thành. Ha, vậy thôi, bye bye hai người nha. Cho mình xin cái giỏ. Trời sao bà giả tâm mà bà tỉnh bơ. À thôi trước khi đi chị cũng báo tin vui với hai người. Dạ. Thật ra cái viên thuốc hồi nãy là viên thuốc chống cảm thôi. Hả? Hôm qua chị bị mắc mưa đó nên chị tính là uống một viên xe cho nó giải cảm rồi chị mới chết sau. Ha. Thôi hai người đừng có lo nữa, chị đi nha. Ừ, không có vấn đề gì đâu ha. Em có đưa chị ra không? Đàn ông lúc nào cũng vậy á. Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi. Đi mẹ đi má. Cuộc hay bà đã cho gặp bà hả? Con điên. Mày chết rồi có đầu tư quá ha, mày giải cảm rồi mày mới chết hả mày? Con điên. Mày mới điên. Trời ơi bà nội ơi. Mày nghĩ sao vậy? Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị. Rủi mà hồi nãy là một ly nước độc thiệt thì còn gì là đời tao nữa hả? Cái tại chị không á, chị uống em cản chị rồi chị kêu em nín. Em mở miệng ra chị kêu em nín, chị không cho em nói mà. Ít ra là mày mới biết khách hàng nó thuộc loại gì. Mày để nhìn cặp mắt của nó. Chị mắc cười quá chị nói mày là biết cặp mắt của nó là cặp mắt không bình thường. Cặp mắt muốn chết mà tại sao mày rước nó vô đây. Cũng ai chị kêu em. Bây giờ mày nghe lời tao. Mày không ra ngoài đó mày nắm những người khách có những cặp mắt đó nữa. Phải lựa những người nào có cặp mắt thân thiện. Mà thôi mày đừng lựa nữa, mày đứng tại chỗ cho tao. Khi nào khách vô tận đây rồi thì mày mới rước vô. Dạ. Mày đừng để cho tao phải lên tiếng một lần nữa mày biết chưa. Dạ được phân xe vô thay đồ. Được phân xe. Mong chưa? Bye nha. Thấy chưa? Cái miệng của Linh lắm coi. Tôi trù ông bị đuổi, là ông bị đuổi thôi. Bye bye. Dạ. Tao đuổi nó đó là để cảnh cáo mày đó nghe chưa? Dạ. Nếu mày còn tình trạng mà giống như nó tao đuổi hết. Dạ. Đừng có tưởng một thằng đầu bếp không thôi mà tao không dám đuổi nghe chưa? Dạ. Mày nên nhớ cái câu là không mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng chợ vẫn đông vui. Tao không cần. Bây giờ mày ở nhà đi. Rồi chị đi đâu? Tao đi chợ Sài Gòn. Hả? Tao đi chợ tao mua đồ về tao nấu nướng. Mày nên nhớ khi mà tao đi chợ Sài Gòn tao bước chân về nhà rồi, nhiệm vụ của mày ở trong cái quán này là phải có khách,
phải có khách, không thôi tao trừ luôn mày nghe chưa. Dạ em hết lương về 3-4 tháng rồi, trừ giờ còn trừ nhiêu nữa? Tổng cộng bây giờ mày thiếu tao 1 năm lương rồi đó. Gì kỳ vậy, mới có 3 tháng về lên tới 5. Mày phải làm mãn đời cho tao nghe chưa. Gì kỳ vậy trời, bây giờ sao? Dạ bây giờ không tiền thì trả tiền cho tao 1 năm lương đi. Em sẽ kiếm khách chi đi chợ Sài Gòn. Tao đi à? Dạ. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Trời ơi, ba ác như mụ sim la mà ba hát. Má ơi, giờ cái cuộc đời tôi chôn chân suốt cuộc đời tôi trong cái quán này. Giao một cái nhiệm vụ thiệt là vô duyên trời ơi. Tự nhiên bắt cái đi chợ về cái tự nhiên có khách. Ô mấy điên, sao tự nhiên có khách, một khách nó tự nhào nó nhào vô chứ làm sao mà có khách được. Tự nhiên cái đi chợ về mà có khách, tự nhiên hôm nay tôi đang đứng đây, cái tôi quay qua có người khách hả? Làm sao mà có được chứ? Đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nghĩ là khách đó nha. Đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nói khách đó nha. Đừng ngồi nha, đừng ngồi nha, đừng ngồi nha. Anh là khách phải không anh? Dạ, dạ, dạ. Chúng ta nói chuyện được không vậy? Ồ, sao hình sự quá nhỉ? Dạ, được. Đây đúng là quán ăn không? Dạ, chứ không lẽ đây là shop thời trang? À, quên. Đúng là quán ăn? Dạ, đúng là quán ăn. Bây giờ anh cần cái gì? Cậu cho tôi biết. Dạ. Trong quán của cậu, dạ, có những thực đơn gì? À, à, anh là khách, anh muốn ăn phải không ạ? Tôi cần biết quán đang có những món gì. À, vú thỏ, dạ, đó, cánh cào cào, nướng muối ớt, đồ đó, dạ. Sao món quái vật không vậy? Thì đó, nó, quán em nó cũng, này. Tôi, nhìn đi. Dạ, dạ. Thường thôi, nha, thường thôi. Dạ, dạ, dạ. Đối với tôi, thường thôi. À, anh là doanh nhân, em hiểu mà, anh nhìn anh bằng sang trọng là em thấy là anh, cái đẳng cấp anh cao lắm. Cho tôi biết, thực đơn thường thôi. Ủa là sao? Cái món ăn, món uống có những loại gì? Nước uống trước đi. Dạ, nước uống à. Dạ, nhà quán em là có rất là nhiều cái loại, chẳng hạn như là nước suối và nước không suối, em muốn uống nước nào? Thường thôi. Nước suối? Dạ. Nước không suối? Dạ. À, thế nào là nước suối và nước thế nào là nước không suối? Dạ, nước suối có nghĩa là một cái loại nước mà lấy từ cái nguồn chính gốc, nó là cái nguồn suối. Suối chảy ra thành nước và lấy cái nguồn nước từ suối thì người ta gọi đó là nước suối. Còn nước không suối là lấy từ những cái nguồn nước mà những cái nguồn nước không chảy ra từ suối, có nghĩa là những cái nguồn nước không phải là suối. Anh hiểu không? Thường thôi. À dạ, được rồi. Thôi thì bây giờ ngoài cái nước suối còn nước gì nữa? Dạ thưa anh, ngoài những cái loại nước bình thường ra thì còn có những cái loại nước đặc pha mà chúng em có hai loại đặc trưng. Một cái được gọi là chè xanh, một cái được gọi là màu xanh của chè. Ta... hiểu không? Chè xanh và màu xanh của chè. À, thế nào là chè xanh và thế nào là màu xanh của chè? Dạ có nghĩa là như thế này. Chè xanh nó là cái gì? Chè xanh nó là cái gì mà người ta gọi nó là chè xanh? Anh có biết lá trà không anh? Biết. Cái mà trong Nam mình gọi lá trà, còn ngoài Bắc người ta gọi là lá chè. Đó thì lá chè nó cũng như là lá trà. Lá chè nó màu xanh, hái xuống nó màu xanh, nấu ra cái nước nó màu xanh. Thì cái màu xanh đó người ta gọi là màu xanh của chè. Nhưng nó không được gọi là màu xanh của chè. Bởi vì nó là gì? Nó là chè xanh. Hiểu không? À, gần hiểu. Gần hiểu rồi đó. Thì đó là chè xanh. Cái bắt đầu cái mình lấy cái lá chè ra, mình ép ra cái nước chè của cái lá chè màu xanh thì chúng ta gọi đó là chè xanh. Thế còn cái kia nó là màu xanh của chè. Tại sao nó là màu xanh của chè? Nó là cái gì mà người ta gọi đó là màu xanh của chè? Như vậy nó có phải là lá chè xanh hay không? Dạ thưa không. Nhưng mà tại sao không mà nó vẫn được gọi là màu xanh của chè? Nó là cái gì? Cuối cùng nó là cái gì mà nó gọi là màu xanh của chè? Dạ, nó là chè đậu xanh. Thôi, bây giờ chè đậu xanh, nó lại chè đậu xanh đi mà đặt nó hồi chất quất luôn. Bây giờ quán có chè đậu xanh phải không? Đúng rồi. Rồi cho một ly chè xanh. Bữa này là kiếm chuyện lại em nè. Kiếm chuyện gì? Thường thôi, chè xanh thì chè xanh, đợi chút xíu có chè xanh vào đây. Đây đây, chè xanh có đây, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Và anh đây, đây là một ly người ta gọi đó là chè xanh. À, mời anh hãy thử uống xem. Đó, nó rất là ngon, nó có cái màu xanh của chè. Nhưng mà không gọi là màu xanh của chè, nó vẫn được gọi là chè xanh. Bởi vì sao? Bởi vì nó được nấu từ lá chè xanh. Mời anh uống. Chè xanh? Dạ, uống thử xem. Được, có màu xanh của chè. Dạ, rất là ngon, anh thấy không? Nó có một cái màu xanh gọi là màu xanh của chè. Mình vẫn không gọi nó là màu xanh của chè, là tại vì mình nấu từ lá chè xanh ra, em gọi nó là chè xanh. Anh cứ uống thử đi. Hiểu, tất nhiên. Đó, ta nghe là anh đừng có vội vàng. Em phải nói cho anh nghe cặn kẽ đến hiểu tại sao nó là chè xanh, anh hiểu không? Thường người ta gọi nó là chè xanh hay là gọi nó là trà đá. Trà đá là em không hiểu, đúng không? Trà đá là sao? Là trà cục đá. Không đúng. Người ta gọi đúng cái tên nó là nước ép lá trà đông lạnh. Anh cứ thử uống xem. À, đúng rồi, nước ép lá trà đông lạnh. Anh đừng có vội, ha. Đơn giản nó là như vậy. Nước ép lá trà đông lạnh nó là cái gì? Là cái nước ép từ cái lá trà xanh nó ra rồi mình đem đông lạnh thì đông
đóng đậm nó mà ngon đó. Anh thử uống thử coi, nó khác cái mùi đó, rất là ngon. Vậy đó. Đơn giản là như vậy nè, thấy không? Khi mà người ta ép nó ra đó, mà người ta bỏ đá vô thì gọi là trà đá, chứ còn người ta bỏ đá bào, đá nhuyễn vậy thì nó là nước ép đá trà đông lạnh, nó rất là ngon. Cứ uống thử cho mấy em nghe. Đậu ngu. Thấy sao anh? Thấy khác không? Thấy khác không? À! Thấy khác không? Nó trà đá mà. Ừ thì trà đá đó anh, nó là trà đá mà. Em mắc mới gì quảng cáo dữ vậy ông nội? Dạ thì cái nghề của em nó vậy, em quen rồi. Nghề nghề gì mới uống đi trà đá quảng cáo vậy, rồi kêu món ăn thì sao? Bực bội. Ngồi xuống. Dạ. Thôi anh khách, anh ngồi với em đâu có ngồi. Thôi quên. Mời ngồi để cùng đàm đạo việc kinh doanh. Thôi em không dám, anh là nghề cao siêu đó, em không có dám đàm đạo, em là bán buôn nhỏ em. Thôi được rồi, cho tôi hỏi. Dạ. Ai là chủ nhà hàng này? Dạ em. Em không phải là chủ nhà hàng. Không phải? Dạ. Vậy là chủ nhà hàng đâu? Đang đi chợ về. Cái quán của cậu là quán kinh doanh ăn uống đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn uống không thôi à? Thì ăn uống không thôi, quán kinh doanh. Không có gì khác nữa à? Không lẽ quán ăn giờ phải bán quần áo? Cậu đừng nói vậy. Sai lầm, sai lầm. Bất cứ một vấn đề gì trong kinh doanh bây giờ nó phải được phối hợp, nó phải được ăn ý với nhau. Bất cứ một vấn đề gì nó phải đi đôi với nhau. Tại sao ăn uống mà không có gì khác nữa? Ý cái dòng nói chuyện mà ông hiểu này nó quen quen nè. Cậu còn không sáng hiểu giờ, hơn tôi nữa. Sáng giờ làm như cái dòng này nó quen quen nè. Anh bây giờ em hỏi thiệt, giờ anh muốn cái gì anh nói liền tiếng đi chứ giờ em. Bây giờ đây, cậu nhìn đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ cậu như tôi đi là một khách hàng bước vào quán này. Và tôi như cậu đi. Dạ. Đúng chưa? Ăn uống xong rồi. Người ta mệt mỏi, người ta căng thẳng hả? Người ta nhức đầu. Thì bây giờ cậu làm gì người ta? Ai biết trời, thì bây giờ ăn xong thôi đi về chứ làm gì. Đó, cái đó mới quan trọng, cần phối hợp kinh doanh. Phối hợp cái gì, nói không hiểu cái gì. Bây giờ vị trí của cậu chuyển qua tôi. Đằng sau tôi sẽ làm bồi còn cậu là một người khách. Dạ, thấy không? Đúng chưa? Nhìn đi. Đưa đây, đưa đây. Không hiểu. Bây giờ tôi như cậu nè. Chào ngài, chào ngài. Mời ngài ngồi. Ủa vậy hả? Là tôi là khách, anh là tôi phải không? Đó, đó, đó. Ồ, lâu lâu mới có người mời lại mình ta. Thì tôi cứ ngồi. Dạ. Đó. Đúng chưa? Dạ. Rồi sau khi mà mời người ta ăn uống xong xuôi rồi, đúng chưa? Dạ. Nó phải là ăn uống xong xuôi rồi cái đứng đó đi. Dạ, xin ngài cho tôi được tính tiền. Đúng rồi. Quá thô thiệt. Đúng rồi. Như thế là quá thô thiệt. Trước khi muốn tính tiền người ta, mình phải qua. Dạ, mình qua sao? Tiếp cận. Dạ. Người khách. Chắc ngài ăn ngon chứ? Dạ, rất ngon. Ngài dùng nước được chứ? Dạ, chưa uống gì. Trà đá uống đi. Bây giờ trước khi tính tiền đó, mình phải làm một động tác để cho người ta khơi gợi, người ta cảm thấy thoải mái khi móc bóp ra đưa tiền cho mình. Đau đau đó, đau đau anh, đúng không? Đau anh, đau anh. Cái gì? Cái gì? Vuốt 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 cái gì? Đừng đừng vuốt cho họ hỏi bóp mình mới được. Đừng vuốt nhột đau. Cái gì vậy? Đừng vuốt anh, tôi nói anh nghe. Đừng. Cái gì? Từng ngón tay. Trời ơi, tra tấn. Chưa hết, chưa hết. Còn một món cuối cùng nữa. Cái gì nữa? Cái này là món này món của gia truyền nha. Gà luộc cúng tổ tiên. Là cái gì? Đó, khỏe chưa, khỏe chưa? Con điên bây giờ muốn cái gì? Hả? Hả? Biết muốn cái gì? Tự đồ điên ngồi sát đi, tôi gặp tụi thứ gì đó mà. À bây giờ muốn cái gì? Vô đây tự nhiên bẻ người ta. Bây giờ cũng muốn. Ông là ai? Gì dữ vậy đây nè. Cho bạn nhìn nè, đó. Qua đây, qua đây. Đi. Thấy chưa? Phải biết cách phối hợp kinh doanh. Mình mời người ta ăn uống, trước khi tính tiền mình phải đấm bóp chắc hơi cho ta thư giãn về nhà thoải mái. Mà khi mà đấm bóp chắc hơi xong, họ cảm thấy họ móc cái bóp ra nó cũng vui vẻ, đúng không? Có nghĩa là nãy giờ là ông là tiếp thị, tiếp thị massage hả? Đúng, massage. Massage sauna hả? Thì muốn nói nghe, anh em mình muốn làm việc chung với nhau, đúng không? Bạn thì chạy bàn, còn tôi thì lo công chuyện mất xa. Người ta ăn uống xong người ta thấy mệt mỏi, mình đắm mất chất hơi rồi bị họ khỏe bắn trả tiền, đúng không? Mà nhiều khi mà bạn chạy bàn mệt quá, tôi đấm bóp cho bạn không tính tiền luôn. Định xin vô quán này làm luôn hả? Thế mà chỗ khi nào về nè? Mình chờ được không? Khỏi chờ. Tao tiếp mày luôn nè. Bà cấu nội mày đi chưa hả? Hả? Từ nãy giờ, từ sáng giờ kiếm kiếm hả? Hả? Qua đi. Đứng không nổi ơi, có đi chưa hả? Muốn dẫn mặt cái tôi hả? Từ sáng tới giờ rồi hả? Đi ra. Đủ thiệt hả? Cái gì đó? Đi đi đi, đi làm gì vậy? Nè.
chị, dạ chị đáp xuống. Dạ, dạ đây nè. Chị cứ đáp xuống, dạ. Hết sức thoải mái. Dạ. Em xin lỗi chị, em đâu có biết là nó đúng cái tọa độ này. Dạ. Em chị giận quá, dạ không được thì thôi, em vào đi. Dạ, dạ. Mày bỏ luôn cho tao. Dạ, em đâu có biết, xin lỗi chị. Trời ơi, cái gì vậy hả? Mày làm cái hành động gì vậy hả? Mày quăng khăn vào mặt tao vậy đó hả? Dạ không có, tại vì em, sao? Em quăng cái thằng nãy đó tự nhiên vô chị. Em báo chị một tin vui. Em báo chị một tin vui. Tin gì? Dạ. Em mới vừa đuổi một thằng khách. Mày nói cái gì? Hồi sáng tới giờ biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong quán của mình. Bây giờ có một người khách vào đây mà mày đuổi là làm sao? Trời ơi chị, chứ nó đấm bóp giác hơi, nó không có tiền. Nó vô nó uống một ly trà đá mà nó còn không trả. Mà chị nghĩ sao? Bắt buộc mày từ bây giờ cho tới hết ngày hôm nay mày phải tiếp một người khách cho tao. Còn không, thêm một tháng luôn nữa là một năm và một tháng. Hiểu chưa? Yeah. Chị chưa nói rồi. Đứng lên cưng ơi, chút xíu ra liền nè. Bây giờ chế nói cho cưng nghe, cưng ra ngay tiệm vàng cưng quánh cho chế một cái dây chuyền. Đeo cái này lên như người ta đeo nanh cọp đó. Trời đất ơi, quý lắm đó cưng. Trời ơi. Trời ơi, cái khoén của tôi đó hả? Đó, thấy chưa? Ôi, đất ơi. Tao nói tao đi ngang tao thấy cái gì sưng sưng lên là tao rất là khó chịu. Tao nói đưa đây tao mắc cho là thấy giờ thấy sung sướng không? Ra cái thấy sung sướng không? Lần đầu tiên mới thấy mà có đường cục tao nó ra cái mà muốn thăng hoa luôn á. Cái gì vậy? Dũa móng. Mày dũa móng em mà nãy sầu riêng mà thấy cái cây đó. Trời đất ơi, với cái khỏe đó thì cái móng đó phải dũa cái này. Để chân lên. Không có đâu. Tôi không muốn chơi sớm. Đừng. Quyên. Ngồi yên nghe chưa? Trời đất ơi, chế còn làm nhiều cái hay lắm. Lột da mặt. Con cảm ơn. Kéo 502 quất lên một phát. Lột một cái phạt da non nó kéo lại cái mặt nó đỏ hồng như mông con nít dễ thương lắm. Trời ơi, cứ nghe lời chứ. Tôi không có nhu cầu thay da đổi thịt. Tôi không phải là cóc hay là rắn mà nội. Đó là cái lý do vì sao chị muốn nói chuyện với cưng á. Thay da đổi thịt, đổi đời đi. Tôi muốn làm ca sĩ. Muốn làm ca sĩ hả? Tôi hát bài tôi không nổi mà. Kỳ ghê, hát quá trời hát. Không nổi là không nổi. Sao kỳ ra? Cưng biết làm sao cưng không nổi không? Sao vậy? Cưng không có màu. Tao này màu lắm mà, này màu dữ lắm á. Chế nói màu ở đây á là cưng phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Nó là mưu trí á, biết chưa? Giờ làm sao? Thiệt sự nhìn cưng có tố chất lắm á. Đúng rồi, tôi biết mà. Trời ơi, tao cái mặt này là màu nổi lắm, nhìn rồi. Nếu mà nói theo cái gọi là cái phong thủy cái khuôn mặt của cưng á nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cái phong thủy này á nha, nhìn vô á. Cái mặt sao? Nó giống như chữ nho á cưng. Cái mặt sao? Chữ ngu. Dễ nổi lắm đó. Ủa sao ngu mà nổi tiếng được ta? Thì mấy ngu nó mới nghe lời chế, mà nghe lời chế là nổi à. Ê bây giờ chế làm sao chứ, giúp em nổi đi chứ. Giờ em hát quá em không nổi. Giờ có cái cách nào không chứ, em thấy bây giờ tụi trên mạng bây giờ nó làm nhiều trò hay quá mà nó bị chửi. Trời quá mà nó vẫn nổi hơn em. Cưng phải nhìn vào tụi nó như con vanilla bão bão. Cái con gì? Con vanilla bão bão. Mà sao cái con đó là cái con gì mà không nghe? Nó là ai vậy? Nó đi lên là từ một cái con hát đám ma. Mày thấy đó, mày thấy nó thông minh ghê gớm không? Từ hát đám ma mà thành ca sĩ nổi tiếng. Riêng cái việc nó chọn nó đi hát đám ma là chơi thấy nó quá thông minh. Quá rồi. Thông minh rồi. Đi vô sân khấu người ta không thích, người ta chọi đá. Đúng rồi. Hát ở đây người ta nằm yên à. Đúng rồi. Hát giữa chừng không ai đứng lên bỏ về hết. Đúng rồi, mà bảo đảm vừa hát vừa có mùi nhang khói, mùi bánh kẹo nó tới. Không cần hiệu ứng sân khấu đó, nó nhang khói mù trời. Hay vậy em chuyển em hát đám ma nha. Mày làm sao mày hát đám ma được? Bây giờ là mày phải đi qua cái bước đầu tiên đó. Mày phải có chiêu trò. Bây giờ làm sao? Cưng phải hẹn gặp cho bằng được con Vanilla Bảo Bảo. Để làm cái gì chứ? Cưng phải tạo lên một cặp đôi hoàn hảo. Nó đang có gió lớn, mình ngư theo gió mình nổi theo luôn. Có nghĩa là tạo xì căng đan. Chứ đi theo cưng chứ làm manager của cưng. Hay quá chứ ơi, chứ sẽ làm manager của em hả? Manager là gì vậy?
Trời ơi, tao biết mày ngu mà tao không nghĩ là mày ngu tới như vậy nha. Ủa vậy hả? Manager là quản lý. Quản lý của em? Chế quản lý cho cưng. Chế sẽ là mẹ của em, chế lo lắng cho em. Chế lo cho cưng từng chút một. Hay quá, vậy thì bây giờ bước đầu tiên mình phải làm gì hả chế? Hẹn gặp Vanilla Bảo Bảo. Rồi, lên đi chế. Xe này đợi Thanh hay đợi Nguyễn vậy cưng? Dạ đợi đường chế. Đó, trời ơi. Cái nệm xe, đội thất xe của cưng lay quá rồi. Khổ ghê, vậy thì ta trang trí nội thất mà cũng gán đá cho phá hủy tài sản của người ta hả? Được không chế? Rồi. Chế ráng chế ngồi cho kỹ nghe. Rồi, đây, đây, đây. Chế giữ mẹ em chứ. Lát nữa nó bay dụng cụ tài sản của em. Rồi, sự nghiệp cưng trong này, sự nghiệp chế đây đó. Cố gắng lên nha. Đi, đi. Lên đường. Lên đường. Khùng nào má. Trời đất ơi, Âu Dương súp bà sâu cái người mà kêu bà ra làm scandal này, bà ra bà công chuyện này, bà tôi hẹn bà rồi, bà đâu đâu rồi. Súp bà sâu hả? Ừ, bà Bảo nghe nè. Bà đâu mà bà Bảo? Bà Bảo đang tới, đang tới. Sao cái giọng bà sai ke dữ vậy? Trời, giọng này đâu phải sai ke, giọng này là tối hôm qua cái đám ma nó phá quá. Hát banh giọng luôn, giờ khang tiếng rồi. Bây giờ sắp tới rồi nè. Nói nhiều quá mất thời gian. Cướp máy đi rồi bà Bảo tới liền. Trời ơi, gì mà hối hoài à. Mệt ghê. Con này nó chưa thành ngôi sao mà giờ giấy thun dễ sợ. Hồi nãy mà nói bà ra khỏi nhà rồi, bây giờ bà đang ở trên giường làm sao? Không phải, đang ở trên giường xếp mình. Mà lạnh quá, mà đi đâu mà lên xếp mình? Trời ơi, hồi nãy là ở trên đường, đi được nửa đường rồi. Cái sực nhớ chưa xếp mình, quay về xếp mình ở trên giường. Bà Bảo là người ngăn nắp mà. Bây giờ bà làm con quan trọng dỗi, tôi đang đợi bà từ nãy giờ mày xếp mệt á, mà nói nói lẹ lên. Rồi, bà Bảo tới liền. Lẹ lên. Nó gọi nữa cơ. Trời, nó chưa tới nữa hả trời. Chi nãy giờ mày giật ngứa muốn chết à. Mềm lăn sao mà vô tới chổng vậy bà nội? Alo. Bà đâu rồi bà Bảo Bảo? Đang chạy trên đường, sắp tới rồi. Bà đừng có xạo, bà ra đường sao tôi cũng nghe tiếng gió gì cho vậy? Hồi nãy trời đứng gió, bây giờ trời mới có gió. Thấy chưa, gió mạnh không? Rồi tiếng xe đâu? Biết, biết, biết. Thấy chưa, dừng lại nói chuyện điện thoại, người ta bớt kèm kìa.
công an hỏi. Bây giờ để năn nỉ mấy anh công an xong tới liền. Công an hỏi. Chắc là lâu lắm rồi. Trời ơi, cái con này nó không tới thiệt, nó giỡn mặt với mình hay sao kìa. Ôi. Sao đành bỏ anh đi à, bao ngày thăng bên nhau à, ta tắm mưa cùng nhau. Trời ơi, đang năn nỉ mấy anh công an mà. Trời đất ơi, tôi dám tắt máy luôn hả trời. Trời ơi. Quá công an bắt mà gọi hoài. Bị tịch thu điện thoại luôn rồi. Mày. Tao không tin tao kiếm không được mày. Trời má ơi, công an bắt mà còn gọi được nữa hả? Alo má hả? Có cái con quỷ nào mà đã bán súp với bán xôi á, nó gọi lại kiếm bà Bảo, nói bà Bảo không có ở nhà nha. Tao là má mày nè Bảo Bảo. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao hỏi mày bây giờ mày tới chưa? Mày chịu tới chưa? Mày đâu rồi? À, tới rồi, à, còn một cái ngã tư nữa là tới liền nè. Ôi vậy hả? Còn một ngã tư nữa là mày tới rồi hả? Ủa vậy sao mày bắt được điện thoại bàn nhà mày? Alo. Alo. Ừ, à, bà Bảo tới rồi nè. Mày à, Bảo Bảo. Mày tới chưa? Tới rồi. Công viên Hoàng Văn Thụ đúng chưa? Mày đang công viên Hoàng Văn Thụ gần sân bay đúng chưa? Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi phải không? Trời ơi, tao mừng quá, cuối cùng mày tới rồi. Rồi đợi tao chút xíu đi, tao đang uống cà phê ở Vũng Tàu. Giờ 3 tiếng nữa tao lên nha. Hả? Mày sao hả mượn? Mày tưởng có một mình mày biết giờ dây thun hả? Tới rồi. Bảo Bảo đẹp không? Super soi đẹp không? Ừ, nhanh mất hư truyền nha, trời ơi, công nhận. Khoan, đứng dậy quen vòng coi. Trời ơi. Trời ơi, công nhận đi Trương nha. Trời ơi, năm 2010 mấy rồi mà còn bận quần ống le hả trời. Mua đen mà. Này trời là... kết hợp không đâu vô đâu hết trơn á. Quần ống le mà áo sơ mi sọc. Nhưng mà Bảo Bảo, trời, lần đầu tiên thấy trời ơi. Làm như là... bị đê phải không? Ai nói bị đê? Hả? Tan gái thiệt đó bà nội. Ai á? Im đi, nghĩ sao vậy? Hả? Một cái tấm thân ngọc ngà như vậy nè, mà bắt người ta phơi nắng phơi sương, ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, trường mặt nó giữa chốn đông người như thế này, người ta để ý dòm ngó tới Bảo Bảo rồi sao? Ê, cái quán này nó ế có hai mình tôi với bà thôi mà. Nguyên cái quán không có con người nào hết trơn á. Tại bà nãy có người á, mình 5 tiếng đồng hồ ta đi rồi. Tôi nói thiệt nha, tôi nói phải tôi khen sao lần đầu tiên tôi gặp bà tôi mê bà quá. Phải không? Đúng là tranh bất hư truyền. Ông giận tôi móc khóe nó giới thiệu đúng người ghê thôi. Phải không? Nói thiệt, tôi chưa thấy con nào mà xấu hơn bà đó. Trời, tôi nói tôi không phải chê bà nghe, không phải là chê, tôi nói thiệt nha. Trời, bà xấu xúc phạm người nhìn phải không? Bà xấu mà xấu lây người kế bên luôn. Bà xấu mà giống như là coi là bà xấu mà nó làm ô nhiễm thị giác ta luôn á. Thiệt, trời, nhìn bà giống như cái con gì á, cái con bulldog á, cái con chó mặt cọp á biết không? Cái con chó mà anh để hai cái họng nó xả xuống rồi nó đi, cái nước mía nó chảy lùm la đó. Rồi tôi nói thiệt, tôi nói khốn nạn hả, đi tiện gì hạ lưu, bỉ ổi, vô sĩ, nữa đi mang trá. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Hả, nghĩ sao cái nhan sắc này mà nói người ta vậy à hả? Con nghe nói mà làm đủ một chuyện, không có chuyện gì mà ông dám làm mà lên trên báo rồi mà chửi hết nghệ sĩ nữa, nghệ sĩ nọ ai cũng chen miệng vô mà chửi vậy. Thì đó, cái nào mình thấy mình không có hợp nhãn, hợp cái lỗ nhĩ mình thì mình nói thôi. Ờ, rồi coi như là trên trang mấy cái trang mà cộng đồng mà phim clip rồi mà tự quay hình mà búa mà bận đồ biến thái mà lên mà búa cột mà làm thấy ghê đúng không? Cái gì cũng làm hết rồi. Rồi trên tất cả những cái trang báo mà lá cải, lá me, lá mít thì mà lên trên rồi phải không? Ờ,
mình phải lấn thân vô thôi chứ sao bây giờ. Mình không có ngoi ngớt vô được cái lá sen, lá súng, thì mình phải kiếm cái lá mơ, lá mướp hoặc là lá thúi địch mình vô. Bây giờ tụi mình làm gì để dính với nhau để nổi chứ. Chứ giờ tôi cũng bán vô kéo mấy chục năm mà tôi hát hoài mà không có nổi. Bây giờ kết hợp đi chứ tôi phái bà quá rồi đó, tôi mê bà quá rồi đó, còn bà ập. Oh wow, ý kiến hay quá. Ý là bây giờ muốn kết hợp với bà Bảo phải không? Kết hợp đi, bây giờ tôi nói nghe nè. Tại vì bà nhiều chiêu trò, bây giờ tôi hoặc kết hợp lại mình mới bơm lên, mình mới nổi tiếng được, bà hiểu không? Đúng rồi ha. Bây giờ bà làm sao đi, tôi thích chứ. Tại vì tôi thích tham gia vô cái stupid, bà giúp tôi đi. Ngu. Thì sao chửi tôi ngu? Mới nói gì? Stupid là ngu đó. Đâu có. Tôi nói tiếng Anh á, cái stupid á là cái giới nghệ sĩ gì đó kêu là. Trời ơi bà tầm bậy tầm bạ không biết. Cái gì? Muốn vô cái giới này người ta phải gọi là cái giới showbiz. Showbiz. À. Trời đất ơi, người ta phải đá cái chữ lên, vuốt lên. Showbiz. Showbiz. Cũng rỉ xuống cho được nữa hà. Cái gu tôi nó thích xuống mà, chứ tôi không có móc lên được như bà. Bây giờ vậy đi, quan trọng nhất là đó giờ á, Bảo cũng làm đủ thứ trên mạng rồi, thiếu điều mà muốn lột ra nhảy cà tưng cà tửng cà tửng cà tửng cà trời. Thôi nha, mà thôi chưa nha. Nổi được đó. Thôi nha, bà đừng có xuống cho múa cột nha. Múa cột ăn nhầm gì, cùng lắm bị cấm diễn thôi. Không diễn đâu. Trời ơi, tôi chưa diễn được nữa mà cấm tôi diễn thì tôi chết tôi luôn à. Bây giờ cho tôi cái cách đi đi. Bà Bảo đã có cách rồi. Sao? Nở một nhọt hả má? Bà làm gì mà bà nhúc nhích hoài vậy? Đang suy nghĩ. Bảo Bảo đã có cách rồi. Tụi mình sẽ thực hiện theo phương châm 3S. Sang, sách và sốc. Ý là nói hai chúng mình sẽ làm xì căng đan yêu nhau. Em yêu nhau là tôi với bà yêu nhau hả? Ờ. Dạ cái này gây sốc rồi nha. Tụi hai đứa mình yêu nhau, Bảo Chí sẽ tập trung vào chúng ta. Lúc đó Bảo Chí sẽ đập vô mặt chúng ta. Chúng ta sẽ có xô. Bảo Chí sẽ đập vô mặt bà. Tất cả mọi người sẽ đập vô mặt bà. Dư luận sẽ đập vô mặt bà. Tao đập vô mặt mày. Mày đừng có lợi dụng cái niềm vui rồi mày tán tao nãy giờ không thương tiếc nghe chưa. Vậy chúng ta sẽ quyết định vậy nha. Như vậy là chúng ta sẽ yêu nhau. Yeah. Quá. Trời ơi, bụi đâu mà bụi. Trời ơi, quỷ mất vệ sinh nó sợ luôn, hết xì tùm lum mà ta cạo lông chân chứ bụi đâu. Trời ơi, cái con biến thái, trời đất ơi. Trời đất ơi, nó cạo lông chân mà nó xịt lông đầy trong mặt mình thèn gì nãy giờ tôi nghĩ bụi. Quá. Trời đất ơi, mình lặn gán lứa mình phải kỹ lưỡng cái vụ đó chứ. Ở vô. Trời ơi, thứ ăn lông ở lỗ. Vậy ăn lông ở lỗ. Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi là tôi nghe lời cái con quỷ tư móc khóe là cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi đi cặp bồ với bà, thấy không? Bà đặt ảo xì căng đan, thấy không? Đó bây giờ đó, ế cũng là ế. Nguyên một tháng trời ngồi không ở nhà như hai con chó già ngồi trực xương vậy nè, thấy không? Đó, nhìn đi. Trời đất ơi quen. Đồ qua ở chung, trời đất ơi cho tôi qua ở một cái nhà tao nói nó nhỏ mà tao nói con quỷ này nó ở vô, trời nó ở vô mà thì tao chảy thay. Ngày nào mà nó không cạo lông chân làm gì nó ăn không ngon mà cái nhà nó trời nó thúi như cái chuồng trâu thật thôi. Ê, giờ tôi thích gì đó được không? Chịu không? Bà đừng làm mặt tủ tin trước mặt tôi ói bà hiểu không? Ủa chứ sao? Tôi nói không phải khen nha, cái mặt bà như cục gạch vậy. Trời nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao vậy sếp bà soi? Cái mặt người ta khả tú khả ái vậy thôi chứ. Thôi vậy hả mà bà khả ái hả? Ừ. Cái mặt bà là mặt khả ố á. Ê, nên tôi mới phát hiện dùng son Trung Quốc phải không? Trời ơi nó chảy bợn đầy hai cái mép môi nè má. Trời ơi y như ăn sữa chua mà chưa có chùi vậy trời ơi. Cái này là son dưỡng. Dưỡng gì bà nội? Hả? À, cái này nó là bợn nè, ke nè bà cố. Bà nằm xong mà ke nó đóng bợn hai bên mép. Bà trời ơi con mình nó ổ vô dễ sợ. Bà nghĩ đi, từ ngày tôi cặp với bà bây giờ một tháng trời rồi có sao không? Trời thì người ta cũng tính dữ lắm chứ bộ.
Thiệt á, mà không biết sao á, kỳ này em tính á, tính dữ lắm á, mà sao cũng ế là sao ta. Là hôm qua tôi làm một cái dấu liều là tôi mượn coi như là 40 triệu của cái con Tư móc khóe. Đó, bởi vì là tôi đưa cho bên cái trang là không nên tin.vn rồi. Tôi bài cho vụ đó chứ ai. Hay thì quá. Bây giờ là tôi đang đợi là cái kết quả của nó đây. Cuộc đời thì không, cuối cùng đi về ở chung với Hà Mã. Ê Hà Mã nào? Ta mỹ nhân người Hà Mã. Cái gì? Điện thoại reo. Người ta gọi trả lời á. Vâng, tôi chính là siêu sao ca nhạc trẻ Âu Dương Super Soi đây. Bà Bảo, con điên nó chết rồi. Ê, có Bảo Bảo, Vanilla Bảo Bảo nữa. Có Vanilla Bảo Bảo ở đó. Tôi xin lỗi. Chị gọi từ trang không nên tin .vn phải không ạ? Dạ sao ạ? Ôi dạ sao ạ? Ủa chị lộn số hả? Ê, ô con này nó cũng rảnh lắm nè, từ nãy giờ mà nó nói mà nó biết tên tao luôn mới ghê, mà nó nói nó lộn số nha mày. Cái con này mới rảnh nè mày tự xưng mày cái tên mày nên người ta biết là phải rồi. À vậy hả? Mắc mớ gì người ta biết đâu. Hèn gì nó nói, nó hỏi cái con quỷ mà cái con mà con quỷ vợ mày đâu. Cái tự nhiên cái tôi tưởng là hỏi bà, cái tôi nói bà chết rồi đó, bà hiểu không? Ê trời ơi, nó nghe là vậy là tụi mình được nổi tiếng rồi đó, thấy chưa? Không dám ra ngoài, nó nhận lộn người ta chứ không phải nó tưởng bà đó mình rồi. Ôi đất ơi. Cái gì đó? Gọi, có người gọi. Xô. Chửi nó lộn số đó. Mày lộn số nè mày. Dạ em xin lỗi chị, dạ em xin lỗi chị. Dạ chị bên trang không nên tin.vn ạ. Thôi ra coi ạ. Em xin lỗi. Tại hồi nãy có một cái đứa kia nó gọi nó khủng bố em bị hoang mang quá. Em xin lỗi chị. Dạ em là Âu Dương Super Soi đây chị. Dạ. Vanilla Bảo Bảo. Dạ có cái con cái gì? Vanilla Bảo Bảo. Vanilla Bảo Bảo. Cái tên nó khó đọc quá chị. Cái con Bảo Bảo nó có ở đây. Dạ. Dạ. Dạ sao ạ? Dạ sao ạ? Trời ơi, công sức tiền của bao nhiêu lâu nay gom vô chỗ này rồi bây giờ người ta không nhận. Mày điên hả? Nó nhận rồi. Nó kêu tụi mình thay đồ tới tòa soạn điện làm hỏng vấn. Nó mày rảnh lắm à. Trời ơi, nó chịu nhận rồi chứ sao mày khóc chứ, làm nó khóc theo vậy? Tại tao mừng quá, tao xúc động. Cuộc đời tao lần đầu tiên có người chịu nhận phát bài hát của tao. Có nghĩa là người ta chấp nhận để nhận cái tiền đút lót của mình phải không? Bây giờ biết phải làm gì không? Tổ chức ngay thật rình rang, fan club đông nghẹt luôn. Không. Làm gì không? Làm gì? Thay đồ. Trời đất ơi, thôi khoan dừng lại. Trời ơi, mấy cưng làm sao giờ sáng ăn sáng chưa vậy? Trời ơi, có đàn ông con trai còn đùa cơ bắp dạm dở con chuột như con chuồn mà làm cái tiếng la, rồi tôi biết yếu sinh lý rồi. Trời đất ơi, coi kìa, cái thây thì bự nhất lựa, cái con gấu nhỏ nhất cầm trên tay. Ta nói có cái cách nào mà làm cho cưng ngầu hơn được một chút không? Ngầu à? Trời ơi, thần tượng tới rồi mấy cưng ơi, la to lên cho cha. Trời ơi, đứa nào đó? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, kéo vô. Trời đâu ra vậy? Trời ơi! Trời ơi! Kéo nó vô trời ơi! Bắt nó lại! Bảo bảo cho mình coi nè! Bảo bảo! Mới đây luyện thanh tốt ghê. Anh bà nội mày tao chửi đó. Ủa mắc mớ gì chửi? Ủa tao trả tiền mà sao tụi mày la tên có mình đứa Bảo Bảo không vậy? Còn tên Súp là xôi tao đâu?
Mấy cưng là super soi đi mấy cưng. Super soi bảo super soi. Super soi bảo super soi bảo super soi bảo super soi bảo super soi. Cảm ơn. Kiếm đâu ra con động vật nguy hiểm này vậy? Đâu mà nó sống tới nó phóng tới nó muốn cào tôi ra vậy? Thần tượng lắm. Ê thần tượng thiệt nè. Thần tượng lắm, không có mướn đâu. Thiệt. Ủa nó tình nguyện viên hả? Ừ. Thích thiệt đó. Ba hay quá ha. Hai tôi kêu bà dàn dựng á, xong rồi bà tặng bà làm ơn bà đổ cái con gấu đi, cái con quỷ này nè. Nó cứ tặng 8 lần rồi tao nó thúi gấu luôn, khi được khán giả nó nhận ra nó luôn rồi đó. Đưa cái con gấu mới đi. Tôi đã nói với bà rồi. Quản lý rồi. Tôi là ca sĩ tôi ăn bận còn chưa nổi nổi bằng bà nữa mà coi bà chơi một về hộp hà. Ê nè 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 nè. Nãy giờ chế nhìn mấy cưng rồi đó nha. Chế có danh có tính nha, có tên có tuổi nha. Ngoại hình với diễm lệ như vậy chế cũng phải có một cái tên xứng tầm và chế đổi đời rồi. Chế đổi nghề danh rồi. Tên gì? Mộc Khuê Tứ. Mộc Khuê Tứ là gì vậy ngoại? Mộc Khuê là móc khóe á ba. Trời đất ơi. Trời cái tên hay quá vậy. Ê quản lý này được nha. Quản lý tao á. Trời ơi, chế nói với cưng chế lo cho nó từ bộ đồ chế lo đi đó nha. Được không? Được không? Cưng á. Cưng giải trí cho công chúng mà cưng không có biết nghĩ cho công chúng gì hết. Chết cha. Ngần này màu mà cưng không có xứng tầm bán kẹo kéo cưng. Chết cha vậy sao vậy? Chế thêm màu cho cưng. À vậy hả? Đó. Lễ trao khăn. Đó, chế phong tước vậy nè. Đó, thấy không? Tao nói người ta có trai đẹp bị trục xuất, mình có trai đẹp được trục vớt. Quay nhầm chế coi. Hay quá trời. Quay nữa chế coi rồi, giữ lại cho chế coi. Đó, đó, đó. Đó, được rồi đó. Không, tắt thở. Ngọt. Tụi nhìn hay ghê lắm con bà ngoại, bà ngoại vừa phải thôi. Bà để tôi tự quấn đi, bà ra bà xiết cổ cho tôi chết tôi đi. Bữa nay tôi ký hợp đồng bà nội nha. Thêm miếng màu vô. Thôi trời. Để tôi tự làm cho nó cắt lại. Rồi xong mày muốn... Mà đi lê 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 Má ơi, phấn nó chảy luôn rồi. Trời đất ơi, sao mấy quỷ này nó chưa tới nữa trời ơi. Nói là đi. Đi ra. Quỷ vô đã dặn rồi mà. Phải để em chú trước. Chào chị. Hai đứa. Dạ. Hai đứa tới trễ thì đừng có gây gỗ. Chị còn đang rất là bực mình nha. Gây một tiếng nữa tao nhào vô tao phóng vô một cái tao tán từng thằng một nghe chưa? Nghe chưa? Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Cái con quỷ này nó lâu, nó chuẩn bị lâu. Em nổi điên với nó không à? Chờ nhau. Mấy giờ? 3 giờ. Dạ. Bây giờ là mấy giờ? 6 giờ. Nghĩ sao mà hẹn 3 giờ mà bây giờ 6 giờ mới tới? Ủa hai đứa em chưa là ngôi sao mà. Hai đứa bay mà ngôi sao là ai chịu nổi hai đứa bay nữa? Dạ. Tại con quỷ này nè. Con quỷ vanilla nè, trời ơi nó thì xin lỗi chị, nó gắn cặp lông mi nó 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi em ơi, em trang điểm cái gì mà thấy ghê vậy cưng? Em xin lỗi chị, tại vì em cũng không muốn gì đâu. Mà nãy giờ xin lỗi chị, em cãi lộn với cái con uống tóc ở trong xóm em muốn khang tiếng luôn nè chị. Sao vậy? Chị tưởng tượng đi, con mắt em nó thiếu ngủ, nó sụp. Em kêu nó ráng dán lông nheo sao cho vảnh ngược lên cho thấy con mắt nó to đẹp. Mà chị tưởng tượng đi, cái lông mi người ta nó cong như chày. Mà con quỷ nó không hiểu sao mà nó dán ngược, nó móc ngược vô con mắt em như chày nè. Nó cho vừa. Chị tưởng tượng coi em chịu nổi không? Em chịu lộn với nó nãy giờ 4 tiếng đồng hồ mới tới trễ là gì con quỷ đó đó. Trời ơi. Vậy bây giờ cái con mắt nó không chịu ngủ mà nó sưng bụp lên. Giờ nó còn như hai đường chỉ ngang, ta dán kiểu gì thì nó phải móc ngược vô thôi. Thôi thôi thôi, bỏ đó, qua cái lông mi lông mày về của tụi em đi nghe không? Mà rút kinh nghiệm mai mốt không có được vậy nữa nghe chưa? Dạ. Trời ơi chị chờ mà bây giờ mặt chị chảy luôn rồi nè, thấy không? Dạ, xin lỗi em lại chị luôn á. Làm lại chị luôn á. Trời đất ơi. Thôi đi ra đi. Chưa chết mà lại gì mà lại. Mày em sợ. Nè chị, bây giờ em hỏi chị nè. Bây giờ là cái vụ mà cái xin lỗi. Tao đã ơi, con bị em bực mình nó ghê chị, con nó ăn bận em chịu không nổi mà nãy giờ nó quất vào trong mặt em bao nhiêu lần rồi chị. Hai đứa đừng gây lộn với nhau nữa, chị mệt mỏi hai đứa quá rồi. Dạ. Giờ sao nói? Cái bài cái bữa bài là bên sếp chị chịu nhận cái bài của tụi em là phải không? Ủa, tụi em gửi chị cái bài gì ta? Dạ. Cái bài mày để tao đi. Cái gì vậy? Tao nói cái bài. Tao không vô tao tán từng thằng một nha. Dạ, nha. Dạ. Gây hoài. Phải mà, tại vì cái bài đó là đáng lẽ là của em. Dạ. Dành hoài để em nói. Nhưng em làm nhạc chị, em làm nhưng nhạc. Nhưng cái bài đó sáng tác riêng cho em. Cái bài đó em phối đó chị. Số phận em, của em phối là. Nhưng mà cái
mày hả? Chị bình tĩnh đi. Hả? Tao nói làm sao? Dạ, nói làm sao? Dạ. Đừng gây nữa, nhức đầu nghe. Bây giờ em nói. Bây giờ ra bỏ anh đồ tì đi nào. Thì mày ra cái búa đi. Tao ra cái búa mày ra cái gì? Tao ra cái búa rồi tao ra cái kéo cho. Phải không? Ừ. Mày nói nha. Ừ. Hứa nha. Ừ. Rồi, 2, 3. Rồi tao nói. Em đã thắng. Tao chưa thấy ai ngu như mày. Kêu em ra cái búa mà giờ nó chán hại em. Kệ đi. Kệ. Nói nè. Cái bài bữa em gửi cho chị đó, cái bài mà khi nào em mới chịu hạ sanh á. Dạ bài đó sáng tác cho em. Dạ khi nào em mới chịu hạ sanh. Dạ. À cái bài đó đó hả? Dạ. Sếp chị nhận rồi. Hay quá. Trời ơi mừng quá chị ơi. Em bữa em có gửi qua tới 40 triệu lần hả chị? Chị biết thì chính vì cái 40 triệu đó mà sếp chị nhận nó cưng. Chị này chị ráng đưa tụi em vô được bình chọn, đưa lên bảng xếp hạng. Nói nào ngay, chị nghe thử cái bài đó rồi. Dạ, nghe sao đấy thầy chị? Hay không chị? Dạ, chị. Cái cười là thích à, cười là thích, cười là thấy khoái đâu. Dạ quá, để chị nói. Sao vậy? Trời ơi, đó không phải nghe tụi em. Dạ. Còn cái bài đó nghe đó, nó thấy ghê lắm mày. Trời ơi, nó dở dễ sợ lắm mày. Trời ơi, tao nghe mà tôi nổi da gà từng cặp luôn à. Nổi da gà không phải là nó hay. Nó hay ghê quá. Trời, tao không ngờ á, cái giọng hát khủng khiếp như vậy luôn á. Biết không, hôm bữa chị mở cái bài đó vô. Ở nhà chị đó, chị đang mở cái bài đó ghi vô chị tắm. Ở ngoài này con chó của chị á, nó nghe làm sao. Mà nó như nó nổi điên lên em, giống như là kích thích quá. Trời, cái bài của tụi bay nó kỳ lắm. Tao đâu có dám nghe nữa, tao tắt liền. Em chỉ đọc rap thôi đó, mà nó hát hết đó. Dạ không, nhưng mà tụi ê, ê, cái giọng rap của mày lạ nha. Em rap đó chị. Đó, cái giọng rap mày lạ. Ê, khi nào em mà cách chắc chắc, khi nào em cách chắc chắc. Đó. Nhưng mà cái đoạn Tao thích. Cái đoạn rap nó tao thích. Tại vì tao không nghe được cái gì hết. Đó, thấy chưa mà chị nghe em hát đúng không? Dạ. Tao nghe mày thì hát rõ chữ. Dạ đúng rồi chị. Nói chung ca sĩ là phải hát rõ chữ. Dạ đúng. Mà bừa bị cái là cái giọng của mày rất là dở thôi. Hiểu không? Phát âm thì được mà cái giọng dở thôi. Nói chung là hai em phải cố gắng hơn nhiều nữa. Dạ. Thì mới thành ngôi sao nhưng mà được. Bây giờ chị cho nó vô bảng xếp hạng đi. Dạ chị cho vô bảng xếp hạng. Cái chương trình gì mà cái chương trình mà của cái đài của chị đây nè chị. Dạ. Đây nè, quyền lực nằm trong tay chị. Hay quá. Em đừng chỉ là cái đại diện cho quyền lực rồi. Thấy không? Em đặt vị trí vô đúng chỗ rồi. Đúng rồi. Bây giờ hai em cứ yên tâm đặt cái bài đó vô một cái chương trình rất là hoành tráng. Vượt qua mặt cảm. Tên chương trình nghe lạ chị. Chương trình này sao giống viết cho tụi em, riêng cho tụi em á. Đó, đúng rồi đó em. Chương trình này mình phát vô giờ nào vậy chị? Giờ vàng á cơ. Giờ vàng, phát giờ vàng, khỏi ăn uống chị chỗ đó. Giờ vàng là thẳng mấy giờ chị? 3 giờ sáng. Ôi giờ đó ai nghe mà vàng chị? Mày điên rồi. Giờ vàng dành cho mấy đứa mặc cảm đó, bị trầm cảm đó, hiểu không? Chỉ có mấy đứa trầm cảm nó mới thức tới giờ đó thôi. Ủa là cô nghĩ là cái nhạc của tụi em phải là phải hướng đến cái khán giả không bình thường á hả chị? Tụi em giật dậy tinh thần tụi nó. Hay quá, trời ơi, em mê quá chị ơi, đúng rồi. Bởi vì em nói là ngày xưa mà khi người ta tư vấn là đúng chị. Phát là phát trên cái trang mà không nên tin.vn của chị là em thích quá. Chị bây giờ mà nó nghe nè, bây giờ em đưa tới 40 triệu lên mà phát 3 giờ sáng sợ trễ quá, ta nghe không được. Giờ chị cho sớm hơn xíu được không? Em muốn mấy giờ? Rồi ráng nhích cho em tí đi, giờ ba phát khoảng 5 giờ sáng đi. Mày điên hả? 3 giờ sáng mày còn không chịu, mày chịu 5 giờ sáng. 3 giờ sáng nó trễ chứ 5 giờ sáng nó lại sớm nha. 5 giờ sáng ta thức dậy ta đi làm việc mà ta nghe nhiều quá. À, ý nó là sớm là sáng sớm đó chị. Dạ. Nhưng mà không được. Dạ. Cái giờ đó là mấy đứa trầm cảm nó đi ngủ hết rồi. Người bình thường thì người ta đâu có nghe, mấy người đi làm là người tỉnh táo, người ta không bao giờ nghe nhạc của tụi em. Ủa dạ chị. Dạ sao kỳ vậy ta. Hay quá, nghe chị đi đừng có bàn ra. Chị là người chuyên nghiệp, chị nói là phải nghe. Yên tâm đi. Dạ. Một người mình chọn thôi, tụi em cũng đoạt giải nữa. Trời sao ghê vậy? Ủa sao vậy, cái chương trình gì kia? Tại vì mấy đứa trầm cảm nó đâu có thời gian đâu. Nó không thể nào mà nó bình chọn cho tụi bay được. Cho nên tụi bay chỉ cần lấy cái má tụi bay ra, tụi mình bình chọn là tụi bay có giải thôi. Thôi hay vậy luôn hả? Bây giờ nó quyền diệu dữ vậy. Quyền diệu, cái quyền lực là có giải, cái giải thưởng bây giờ nó hay quá. Nha. Ừ. Hay quá chị ơi. Thôi bây giờ vậy đi, mình làm chưa? Nãy giờ nói tào lao lao quá. Làm đi chị, làm đi. Bây giờ là vô phỏng vấn. Ok, bây giờ mình làm cái talk show. MC là chị luôn hả? Chị làm MC, chị có quyền không? Chị đẹp quá mà. Chị tên gì đi, em xưng hô cho nó đúng. À trời, làm gì chị bao lâu nay mà không biết tên chị hả? Thật là sơ sót quá. Ờ, cứ gọi chị là Jennifer. Ba tê bơ hả chị? Cái tên gì kì vậy? Trời ơi, tao muốn phóng sơ tán mặt mày nữa rồi. Chị nói cái tên gì em nghe rõ. Mày dốt, mày nín đi. Mày dốt, mày đừng có nói để chọc chị giận gì đuổi đi. Để em bé này nói, để em bé này nó chắc vẻ nó giỏi tiếng Anh. Chị là Trang Phở. Hiểu không? Trang Phở là người đọc tiếng Anh thì nó bước lượt dấu đi là Jennifer. Đúng không chị? Tao phóng cái này vô trong mặt mày chứ ở đâu mà Trang Phở. Bạn bà nó chứ chị cũng đòi phóng vô trong mặt mày kìa. Nè nghe kỹ là nghe, chị nghe Jennifer.
Từ đó tao xịt keo rồi nha. Cái gì vậy nè trời? Trời đất ơi, nó phấn tôi chảy rồi mà nó còn phun nước vô nữa. Chị thì nó làm sao chị? Không, bỏ qua cái tên, chị tự xưng hô đi, đừng bắt tụi em kêu nha, chị tự xưng hô. Rồi vậy nè, bây giờ mình vô nha. Jennifer xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Diệu Có Mặc Cảm. Hôm nay Jennifer mời được hai ngôi sao rất là đình đám của show VIP đến đây để giao lưu cùng chúng ta. Hai em có thể chào quý vị khán giả không? À, dạ, chúng em nói cho đều á, nói cho cái đều. Đến hai ba đi. Hai ba. Dạ, chúng tôi. Chúng tôi. Chúng em là cho nó thân thiện. Chúng tôi là chúng. Không, chúng em đi. Lại chúng là chúng tôi. Nhanh cưng. Thí dụ như là mày cái người nhỏ hơn mày câu chứ mày em. Bây giờ thì chúng tôi. Rồi, chúng tôi đi. Dạ, hai ba. Dạ, chúng em. Mày rảnh quá hả? Tao bị liệu theo mày đó. Chị vô đại đi chị chứ. Thôi bỏ đi, bỏ quá. Đi. Khoan, bỏ cái chào luôn đi nha. Chúc tập lại đi rồi chào sau nha. Dạ, rồi. Em là Âu Dương Super Soy. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, còn em là Vanilla Bảo Bảo. Xin kính chào quý vị khán giả. Hai em có thể cho chị biết cảm xúc của tụi em như thế nào khi mà gặp khán giả ở đây không? Em mỗi đứa nói một câu đi. Từ từ mấy đứa ơi. Dạ, nôn tại vì phỏng vấn nôn lắm. Dạ em em cũng biết nói gì nữa. Cho chị hỏi là hai đứa vô nghề cũng đã lâu rồi. Dạ. Có những kỷ niệm nào vui hay là buồn gì đó kể cho khán giả nghe được không? Trời ơi, kỷ niệm thì em nhiều lắm. Trời ơi, đi hát quá trời mà. Em kể gì nghe. Hôm bữa con show Đám Ma, em hát quá trời, xong cái cuối giờ chủ nhà quát em vô nói khen em quá trời chị. Trời ơi. Dạ, chủ nhà nói trời ơi em hay giỏi quá, em đẹp quá, em thấy thương quá. Trời ơi, rồi bây giờ đám nhà chị là em hát hay vậy đó. Rồi mai mốt tới đám em ai hát được vậy. Dạ. Trời ơi, sao có duyên dữ vậy? Chủ nhà nó có duyên chị. Tính năng nhỏ này nó đi trước được tương lai, nó biết là thế nào này, hát kiểu này cũng có ngày bị ta đánh chết nè. Được rồi, còn em? Dạ thì kỷ niệm em thì nhiều lắm. Ừ. Bị em bán câu kéo mà. Thôi bây giờ vậy nè, thời lượng chương trình cũng không có nhiều đó. Nó chỉ có mấy phút thôi, cho nên hai em chào khán giả. Chúng tôi nó nghe nè, hai đứa đều điềm chị xíu được không? Dạ, đúng lại chúng tôi nói một cái câu ao thôi, đúng một cái câu ao. Tao hai ba là vô nha. Rồi, hai ba, xin tôi chào xin tạm biệt. Lại mày nó qua tao nói rồi là tôi chào tạm biệt cho tôi em, phải hẹn gặp lại, phải gặp lại cho nó một lần. Cắt máy hết. Dạ. Rồi xong rồi em về đi. Ủa xong rồi hả chị? Chương trình xong rồi đó hai đứa. Chị, dạ. Cái đoạn nào mà nãy giờ tụi em gây lộn á, chị về chị cắt giùm em, chị sửa cái hình này cho nó lịch sự xíu. Cho cái hình này o bé tụi em cho đẹp. Yên tâm đi, tụi em lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Dạ, cái hình nãy giờ lên hình đẹp không? Đơn giản là tại chị không có thu hình. Chị phát thanh mà cho nên thu âm thôi à. Tụi em nãy giờ khi em chân diện lên là để con điên này nó làm mặt 4 tiếng lần hả chị? Dạ em dạ. Có làm. Chị đâu có kêu tụi em làm mặt đâu. Em sắm bộ đồ này cũng mắc lắm đó. Chị cũng đâu kêu tụi em mặc đồ đẹp đâu. Ủa nãy giờ là thu âm không hả? Thu âm thôi chứ không có thu hình. Được chưa? Về. Khoan, còn có vụ mà show chị nói chị mời tụi em đi hát á. What? Có show. Dạ, trời bây ơi. Giờ mình bàn cái chuyện hoành luôn. Nè, bây giờ cái show này á là hoành tráng lắm nè. Show đẹp không chị? 6,000 chỗ. Trời ơi, mà lét mười mấy mét. Chị nói, nó cứ nãy giờ nó quất cái này vô mặt em hoài. Xin lỗi. Mặt khán giả 6,000 chỗ mà khoảng sung không? Sung lắm em ơi. Em chưa ra gào thét kêu tên em rồi. Em mà bước ra một cái là nhảy lên sân khấu luôn vậy đó, chọc máu lửa lắm. Trời ơi, tôi chết rồi, hát 6,000 người mà sung cỡ đó chắc tôi chết. Cái chương trình này chương trình lớn lắm không chị? Lớn lắm em ơi. Dạ. Thì cho em hỏi chương trình tên gì? Tiếng hát trị liệu. Chương trình nghe cũng mới hả chị ha? Dạ, cái chương trình này nghe cũng tâm lý quá ha. Dạ. Chứ sao em? Mình hát ở đâu, mình hát ở đâu chị? Bệnh viện tâm thần. Mấy người ta bị trầm cảm á em. Dạ. Thì mình mang tiếng hát tới, mình giật dậy tinh thần cho người ta. Tụi em là hát bệnh viện tâm thần thiệt á. Đúng rồi. Chị thử được 6 người mà quơ. Ôi quá vui em. Chắc em vui lắm à. Trời ơi không đâu em ơi. Sụn dữ lắm, mấy người đó coi vậy bị biết thưởng thức lắm á nghe. Để, bây giờ nó nghe là thôi bỏ qua đi cũng được đi. Có show là vui. Thôi bây giờ tụi em lấy rẻ thôi. Dạ. Nếu mà em tưởng là show lớn chứ, nếu mà bệnh viện thôi em lấy rẻ chị 2,000. Dạ. Nhiêu? Thôi ngàn thôi cũng được. Ngàn.
Dạ hơn ngàn đi chị. Dạ ngàn. Dạ. Ngàn sao đủ tụi em ăn kem mà sao tụi em lấy cái gì kỳ cục vậy? 2 ngàn. Đâu có ngàn cũng ngàn. Dư mà chị. Ngàn 20 triệu á. 2 ngàn đô. Dạ 1 ngàn đô. 1 ngàn đô. Thì đó. Dạ. Chị có làm khách sạn tụi em không? Ở năm sau được không vậy? Dạ, chị chỉ mướn cho. Cái gì? Dạ 4 sao cũng được. 4 sao cũng được. Dạ. Dạ. Sao? Thôi thì ba đi. Thì ba sao cũng được. Dạ. Em ơi, hát bên quận 8 mà cũng mướn khách sạn cho tụi em nữa hả em? Quận 8 là mà. Ừ. Em tưởng đi tỉnh. Dạ. Thôi hai quận 8 cho em cái xe 16 chỗ, em có vũ đồn. Dạ đúng rồi. Hả? Chị thôi giờ mấy cho cái xe ba gác cũng được. Dạ khỏi chị dạ. Ba gác tụi em bao nguyên chiếc dạ, xe riêng của tụi em rồi. Không mấy tại vì hát ở trong chỗ đó đó, chị mướn giùm em 16 người vệ sĩ đưa tụi em vô được rồi. Chứ trong đó tụi em không có an tâm. Dạ. Trời ơi em ơi. Cái này là một cái chương trình từ thiện. Ca sĩ ngôi sao thật sự người ta đó, người ta cũng tự lo tự túc hết. Em hiểu không? Còn hai em là cái gì mà bắt chị phải lo cho em? Từ thiện là từ trong tâm mình phát ra, có nghĩa là không có tiền. Nhưng mà tại chị thấy tụi em dễ thương cho nên có tiền. Bôi giữa thì son phấn rồi dạ. Săn cọ cho tụi em. Dạ được rồi đấy. 350. Từ 1000 xuống 350 là còn nhiêu ta? 350 nhân 7 triệu hả? Nó bớt mình 19 triệu mấy đó. 350 là 50 lẻ đó. Là chị tính cái tiền lông mi của em là tại chị thấy em cực quá đi, em gắn 4 cặp mi. Em hiểu dạ, không? Dạ. Chị bo em thêm 50 á. Dạ. Ủa này không có tiền. Không có tiền, 300. Ủa nghĩ sao sáng giờ em quấn này không, em cũng nóng này, nóng mà nghe. Em là em bực lắm. Em cực. Mà chị lấy 40 triệu của em mà dạ. Cái tiền mồ hôi nước mắt em để dành, em bán cho kéo bao nhiêu năm, giờ chị muốn sao? Chị tưởng tượng đi, em sắm một bộ đồ trắng này tới 120 ngàn lận đó. Mà em đứng em đi xe từ chỗ nhà em tới đây nãy giờ từ màu trắng nó thành màu kem luôn, chị thấy không? Tội nghiệp của em quá mà. Nè hai đứa ơi, hai đứa phải nghe chị nói. Hai đứa đó không thể nào làm ca sĩ ngôi sao được. Ca sĩ ngôi sao người ta phải có tư cách. Em hiểu không? Còn hai em là không có tư cách thì làm sao làm ngôi sao được? Em tưởng hai em là ai? Chị rất là bực mình hai đứa. Đi về. Đi về. Không có xô xị gì hết á. Cái xô là xô từ thiện. Ca sĩ ngôi sao người ta cũng hát bằng cái tâm người ta. Ta không lấy tiền. Còn hai đứa bay hả? Đòi lấy tiền hả? 1000 đô, 2000 đô ở khách sạn 5 sao hả? Ở đâu ra? Về. Cưng ơi, mấy ảnh ra tới nơi rồi kìa. Con điên này sao nó dư hơi quá, có ai mà giữ nó, giữ nó nhà nó trả tiền cho thằng này giữ nó nè. Trời ơi sao rồi, sao làm sao mấy ngày trời ơi, nó có chết nhẹ chứ trời. Mấy ngày ăn gì? Nó mời đi hát từ thiện má ơi. Từ thiện là sao má? Nó kêu tao hát bệnh viện tâm thần á. Tụi quê nhỏ này nè, tao không có tiền. Mấy chục triệu có chết. Mấy chục triệu đó chỉ làm móng cho cả cái thành phố này, kể cả móng người lẫn móng chó mèo lẫn móng bò heo đó cưng. Quên ha. Còn vụ tiền tôi mượn mà mấy chục triệu nữa quên. Gì đó? Sao cứng? Bây giờ vậy đi, mấy bà cho tôi luôn đi. Để khi nào tôi có tiền tôi trả bà. Cho tiền hả cưng? Ừ. Cho đi, còn suy nghĩ gì, cho. Nhốt lại giùm anh em. Cho đi. Nhốt vô. Rồi tiền của mấy đứa nhỏ. À. Tiền đi giặt mấy con gấu này của chế. Làm từ thiện luôn đi mấy em. Bữa nay sao từ thiện mà. Phan Phan. Dạ. Nãy giờ chị đứng trên mỏi chân, chị sửa soạn cho mấy cưng, chị đứng trên mỏi chân lắm. À vậy hả? Cho chị nghĩ. Đúng rồi, giờ xong rồi, nghỉ đi. Nghỉ đi. Từ thiện với nhau mà. Mấy bé. Nghe chế dặn nè. Mấy anh dặn hôm nay là diễn từ thiện, mình cũng đi từ thiện. Các em. Quên đi cái gì? Mày chết. Dễ sợ vậy. Thôi là tôi trốn kịp. Trời ơi. Anh chạy đi. Anh hãy chạy đi. Trời ơi con điên sao vậy? Trời ơi. Trời ơi mấy con quỷ quýnh gì đâu mà dữ vậy nè trời ạ. Chạy đâu dữ rồi trời. Ê trời ơi, mấy đứa này nó chạy mà đúng luật giao thông dữ ha. Đi đường một bên vậy hà. Trời đất ơi.
Ủa nó chạy đi đâu nữa anh Định? Cho vừa. Coi như đáng đồng tiền chế bỏ ra đi, cúng cô hồn sớm đi. Trời ơi, không có văn hóa đòi làm ngôi sao sao? Sao chủ thương tượng em? Trời ơi, ở đâu sẵn quá vậy? Kính thưa quý vị, chương trình Làng Ta Có Tài Lanh sẽ tiếp tục mời một thí sinh tiếp theo sẽ cống hiến những cái trò diễn mà quý vị hoàn toàn bất ngờ. Tôi hy vọng rằng là ban giám khảo ba cục ngồi ở đó, cục nào cũng sẽ cảm thấy rằng là mình hạnh phúc khi xem tiếp mục tiếp theo. Và bây giờ thí sinh tiếp theo xin mời. À, em xin giới thiệu em họ Lợ á. Cái gì? Em họ á, cái họ của em họ Lợ á. Em họ Lợ á. Em họ là lựa chọn đúng không? Không, họ Lợ á. Lựa chọn đó. Không, Lợ á. Lợ á. Xích Lợ gần nhau. Để cho biết cái này cũng là những cái người mà có nghiên cứu về cái tiếng dùng của người ta mới hiểu cái ý nói là cái họ của ổng là họ lại phải không? À đúng rồi. Em họ lại phải không? Dạ đúng rồi, em họ Lợ. Rồi. Hả? À, ba em họ Lợ cho nên em cũng họ Lợ. Dạ. Rồi ba má em có dạ là đi ra cuộc đời, khi đi ra cuộc đời làm ăn sinh sống, mình đừng có lo sợ gì cả, thất bại cứ làm lợ, thất bại cứ làm lợ rồi sẽ thành công. Em tên là Lại Thành Công đúng không? Dạ không, em tên Lợ Hợi. Lợ Hợi. Lợi Hợi. Em tên là Lại Hợi. Dạ. Là Lợi Hợi. Đúng rồi. Có vậy dịch được cái tay nha em. Dạ. Chứ em đi rất là lợi hại. Dạ em à, chị mời Lại Hợi nói tiếp. Em trước khi thi em xin trước khi thi em kể chút. Em bị làm sao vậy? Em sinh ra trong một gia đình cũng không có vui vẻ gì mấy. Rồi sau khi gia đình em được sinh em ra rồi cũng cố gắng nuôi sống em. Em rồi đến năm 18 tuổi, tình yêu đào đời đến với em. Em lén nghe tiếng mát để cảm nhận được rằng nỗi nhớ buồn bã đã rơi rứt trong lòng, vì biết rằng người ái sẽ ra đi để tìm lại một bầu trời mới. Dạo có buồn hay không buồn thì căn nhà ngủ ô đó vẫn chờ đón em. Năm em 18 tuổi, tình yêu đào đời đã đến với em. Những giọt nước mắt lan dài trên má, em cảm thấy rằng định mệnh sẽ chia lìa đôi lứa, đôi ngõ sẽ chia ly. Dù rằng em vẫn nhớ mở năm em 18 tuổi, tình yêu đào đời đã đến với em. Và cái đoạn này như nghe quen anh à? Em nghe cái đoạn 18 ở đâu rồi ấy? Dạ không, để em kể, chuẩn bị vô. Em kể tiếp đi. Rồi, chuyện gì đến sẽ đến. Tất cả mọi thứ đều là do định mệnh. Đấy, thấy chưa? Cái đoạn này mới là quan trọng nè. Năm em 18 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến với em.
chế độ ngày nay là em ngỡ ràng đó, tất cả là chị em ơi, em kể cái đoạn 18 tuổi rồi. Dạ em hiểu không? Dạ chị, anh hai anh này đã nghe cái đoạn 18 tuổi rồi. Không mà em dẫn vô, em dẫn vô á. Chị không cần em dẫn vào 18 tuổi. Ê. Chị biết 18 tuổi em đã làm gì rồi. Chị cần là cần những năm sau đó. Dạ, để em vô luôn, để em vô luôn. Năm mấy tuổi? Nam em 22 tuổi. Ít ra phải như thế. Đấy. Kính thưa ban giám khảo, nam em 22 tuổi. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Chuyện gì đấy cũng đã đấy. Nhưng em không bao giờ quay. Nam em 18 tuổi. Tình yêu đào đời đã đấy với em. Đành em ơi, vấn đề ở đây là chị đã biết 18 tuổi chuyện gì xảy ra rồi. Chị cần những năm sau đó cái chuyện gì xảy ra chị... À, em biết rồi mà, lúc em 22 tuổi là cái quá khứ ùa về. Quá khứ ùa về, em nhớ năm 18 tuổi. Chị không cần quá khứ của em, chị cần hiện tại và tương lai và tất cả những cái chuyện gì xảy ra. Em qua luôn, 22 tuổi. Dạ. Kể tiếp em, kể tiếp, dạ. Kể tiếp qua luôn. Năm em 25 tuổi. 25 tuổi, nó phải có chuyện xảy ra nhá. Gia đình tan vỡ, ba má chia lìa. Lúc đó ba má chia tay. Em chợt nhớ tới năm em 18 tuổi. Chị không cần em kể tiếp. Không phải, tại lúc ba má chia tay em nhớ, em nhớ tình cảm em. Đủ rồi, em đủ rồi, chị thấy là đủ rồi. Dạ, chị dạ. Chị không cần nghe câu chuyện của em nữa, em bị em hát đi. Dạ. Hát để chị biết tài năng của em đi. Đấy, hát nhá, không cần, hát đi. Hát cái gì chị? Mà em hát, em sẽ đi biểu diễn mà. Em hát đi, em hát đi. Em đi thi kể chuyện. Em kể chuyện gia đình em á. Tình yêu. Anh đã biết năm em 18 tuổi. Em bị té dí giếng phải không? Ủa ra em biết hát nữa. Ra em biết quá khứ của em hát nữa. Còn biết nữa, năm 18 tuổi là tình yêu đầu đời tới với em thấy không? Ủa ra em biết hát nữa. Rồi nước mắt em lưng tròng khi ba má em chia tay đúng không? Ủa ra em biết hát nữa. Như vậy chắc chắn năm nay em 18 tuổi phải không? Ủa ra em biết hát nữa. Em đi về đi, 19 tuổi tới đây thi. Ủa ra em biết dự định em hát nữa. Ủa có nghĩa là bây giờ đi về thiệt luôn rồi phải không? Ừ, em về qua Nam em 19 tuổi em tới em thi nữa. Chị cảm ơn em vì điều đó. Không, qua Nam em thi thằng mới trẻ khủ làm hiền bao giám khổ. Đúng rồi, em thi cái gì? Em thi năm em 19 tuổi. Rồi hạnh phúc đào đời chia tay với em. Đi về. Có mình tôi một, có cháu ai trơn trời á. Có con trai có râu cũng như không nè. Quét nhà là quét nhà đó. Trời ơi, thấy miệng cười tư rối ở trong bụng chuyện đầu thúi ruột vậy đó. Từ ngày chồng tôi nó qua đời tới giờ để lại cho thằng con trai. Tôi mẹ ơi không biết mà tôi cưng nó cưng quá trời quá đất rồi giờ cưới vợ cho ẩm. Đó rồi giờ này đó, ẩm với chị đó còn ngủ để cho con già này ra đây quét nhà. Nó mới gì, tôi nói đời nó khổ vậy đó. Tao kêu con dâu tôi ra coi nè. Châu à, Châu. Dạ. Ra má biểu rồi con. Ra biểu rồi nè. Má kêu con hả má? Ra đây coi con. Dạ. Trời đất ơi, chịu nổi đời. Trời ơi, chả giò. Đang cuốn con. Trời ơi, chả giò mày chơi lắng o trên đầu con hết trơn trọi vậy con. Đẹp quá, dẫu má thấy cưng quá. À, má hỏi nè. Dạ. Chồng con tư liệu đâu à? Ủa con không biết. Trời đất ơi. Hồi tối giờ hai đứa bay. Tối anh có lên mùng ngủ. Ừ. Nhưng mà con ngủ dậy con không thấy anh đâu hết. Trời ông nội ơi. Trời đất ơi, có chồng sao con không biết giữ chồng. Mà nghĩ sao tối hai vợ chồng ngủ chung mà sáng để cho đi mất tiêu là sao vậy? Con không biết nữa. Trời đất quỷ ơi, bây giờ gì nha? Bây giờ mà nói con nghe gì? Dạ. Tao cũng đà, tao cũng hồi hộp, tao cũng lo âu trong bụng. Dạ. Mà rồi má cũng không muốn nói ra. Thôi giờ con nói má mới nói nè nha. Dạ. Mày có thấy chồng mày lúc này nó kỳ lạ không? Ấy hình như là tối nó không ngủ mày. Rõ rải tức làm gì lụt dưới bếp á. Má xuống má rình. Dạ tao má. Rình. Tao rình cái sao thấy nó mày biết không? Tao không biết nó làm cái giống gì không biết. Mà nồi niêu xôn chảo tao nó bể lát nó móp hết trơn trọ còn chén nữa hả. Cứ bể rộn rãng gì đó. Ủa gì kỳ vậy má? Thì bởi gì? Má không biết nó làm giống gì nữa. Hỏi nó không nói. Má nói còn mày biết á nha. Con mới nhớ ra đó nha. Sao? Lúc này anh kỳ lắm. Kỳ sao? Tối anh đi ngủ á. Ừ. Mà anh nằm anh cứ mở mắt anh nhìn trừng trừng lên vậy nè. Vậy hả? Cái lâu lâu cái anh nhìn qua con. Nhìn con? Có gì sao nữa? Ý anh muốn cái gì á má ơi. Tao xa vắng lâu dữ giờ mày nói cái tự nhiên lòng tao nó rộn ràng. Trời ơi. Tao lâu vợ chồng nằm gần nhau nó ngủ
luôn rồi xong nó nhìn mày. Tao ơi là mày hiểu nó muốn cái gì rồi thì mày làm ơn mày đáp ứng lại cho nó giùm tao đi. Ôi má, nó không có phải vậy đâu. Chứ không phải gì chứ lại giống gì. Anh nhìn mà con mắt anh kỳ lắm. Kỳ lắm hả? Xa xăm mà đâm chiêu lắm á. Vậy hả? Dạ. Ê đó tía nó cũng nhìn tao vậy đó. Mày thấy nhìn cái là tao dính đầu nó đó. Vậy hả má? Giờ phải nó nhìn con vậy không? Dạ không phải, được vậy cũng mừng. Vậy chứ sao mày nói vậy sao mà tao cũng hồi hộp tao cũng mà, quá à. Mà anh nói với con á là hả anh đi tập cái gì á mà sáng con không thấy mặt ảnh đâu hết á, đi từ sáng sớm cho tới trưa ở ngoài ruộng á má. À nghĩa là con nghi nó có mèo mỡ gà đồng vậy dạ. Phải không, cho nên nó bỏ nó đi vậy phải không? Dạ không có đâu, trời ơi tao đẻ nó tao biết, con tao biết mà, nó không có ai đâu, nó giống tía nó lắm ha, nó thương ai nữa thương chết người đó thôi à, nó thương con lắm á, không có vậy đâu. Thôi bây giờ vậy. Bây dạ. giờ con nói má nó cũng hồi hộp lo âu ha. Dạ. Thôi bây giờ để má kêu nó ra đây. Má hỏi coi con nó tính cái giống gì mà tối nó lục đục nó không ngủ mà mắt nó nhìn xa xăm ha. Má má nhưng mà má nói ngọt ngọt, má dụ ảnh đừng có để cho ảnh làm cái gì ảnh như có lỗi với con vậy má. Ơi đâu có đâu có. Dạ. Nè, để má kêu nó ra nha. Dạ. Để tao lo. Trời ơi con dạ, tao dạ. tao đẻ ra tao dạy được má. Dạ. Con má. Coi nè nha. Dạ. Bảo đảm kêu một tiếng một rồi nó xuất hiện liền. Để tao kêu. À. Tư Liêu, ba hồn chánh vía mày đâu rồi, ra má biểu cái Tư Liêu. Ủa ba mẹ nó sao không thấy đằng nào trơn trời vậy con? Má kêu vậy sao ảnh ra? Phải không? Chồng của con biết à. Để con kêu cho ảnh ra liền à. Anh thích ngọt lắm. Ra mày kêu ra tao nghe cả nha. Ừ. Anh Tư trời ơi, anh đâu? Anh mở sổ xuất hiện liền nha má ơi. Quá chỗ đi đâu đẹp trai dữ vậy, làm gì mà đi sáng sớm qua sớm trên cũng không yên với hai mẹ con ở nhà không lo gì hết trơn, kêu riêng hoài. Quá anh làm gì đẹp trai quá quá con, chờ chút xíu quá con, qua con. Anh đi được không? Đi em dẫn anh đi. Trời ơi, cái cầu khỉ này dưới quê mình đi hoài. Wow. Nhưng mà rất buồn. À. Dưới quê mình nó còn khổ quá. À. Đi cầu khỉ kỳ này quyết định lên Sài Gòn. À. Làm chuyện gì đó. À. Kiếm chút đỉnh về xây cầu xi măng cho bà con. Wow, dữ nghe. Xuống kỳ này đi à. Xuống. Con đi nghe ba. Từ. Sao? Ra đây, ra cái gì mà kêu ghéo ôm sùm vậy trời? Wow. Tao kêu mày không ra cho con vợ mình nó kêu một tiếng cái này ra liền. Kêu ghéo cái gì? Tôi đi này. Tôi có làm gì đâu mà kêu ghéo tôi. Quay lại nhìn coi. Wow, trời đẹp trai quá quý. Đẹp trời đất anh ơi. Làm gì mà anh diện dữ vậy? Mà nhìn coi này thấy không? Quần đỏ sợi dây nịt màu xanh đỏ. Chơi là phải chơi tới bến vậy đó. Rồi. Dưới mình mà. Dưới mình mà chơi vậy mới không đụng hàng. Wow. Chơi thường mấy thằng kia nó coi rẻ lắm. Đó. Con. Dạ. Con đi đâu mà sáng cái con đi ra tú cả đầu ngoài đồng rồi con ăn mặc chỉnh tề con chuẩn bị làm như con sắp sửa con đi đâu á con. Nói chung bữa nay á. Ừ à. Là mặc đồ giày biết rồi. Ừ. Chuẩn bị đi à. Đi hả? Ủa đi đâu con? Đi làm ăn lớn à. Rồi mày làm ăn lớn làm gì làm đâu? Đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn hả? Trời ơi đi Sài Gòn lận á má. Đi Sài Gòn con làm gì trên? Đi thi. Hả? Má nói nghe. Mày đừng nói lớn, tao nghe tao cười. Vậy. Trời đất ơi, chữ nghĩa mày đầy lá mít à. Mày đọc được chữ quốc ngữ là ngon lắm rồi. Dạ. Đúng rồi. Học tới đâu rồi mày đi thi cử, mày thi chữ, thi cái gì? Ma với vợ con hiểu lầm rồi. Cái sao? Con đâu có lên Sài Gòn, con thi chữ. Nhưng mày thi vậy? Kỳ này đi làm ăn lớn mà lên chảnh thi chữ đâu có lại ai với lại lớn rồi. Đâu có thi chữ nữa được. Chứ con thi gì? Chương trình. Chương trình gì? Chương trình gì anh? Chương trình mà má với vợ con khoái đó. Chương trình mà đây nè, đây nè, đây nè, chương trình Việt Nam Good Talent. Trời, tao hiểu tao con mày đó, mày hiểu không? Mày vợ đó, mày hiểu không nha? Là cái gì? Chữ nghĩa dưới quê không gành chứ lên chảnh là sổ chơi à. Trời ơi, Good Talent là cái gì ba? Tiếng Việt là tìm kiếm tài năng. Tiếng Anh là Việt Nam Good Talent. Con với má này coi chứ gì đó. Kỳ này đi quất cái kiếm mười mấy chai về chơi. Ra
Ê cái chương trình mà tối chủ nhật mẹ con mình ngồi coi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái kỳ rồi đó, chủ nhật kỳ rồi má ngồi với vợ con má coi cái má vỗ tay hoài. Con có thấy má khoái chương trình đó, con lên con thi. Tao khoái cái thằng đố kiếm á. Đó. Chị này con lên. Anh lên anh làm những cái chuyện mà không ai dám làm, chỉ có mình anh dám thôi. Được không con? Được không anh? Không được, đi lên cho măng nhục với người ta hả? Trời ơi. Đã thi mấy ngày nay ăn ngủ không yên. Sáng sớm là ra đồng là tập hèn rồi chi. À nó ra đồng nó tập. Con tập á, không có gì hết trơn á. À vậy á. Kỳ này con lên trển con làm mấy chương trình lận. Ừ, con làm nếu gì? Nếu thi cái tìm kiếm tài năng mà con giật không được thì con nhảy qua cái vượt lên chính mình. Nói chung là thằng nào có tài trợ mà có tiền là con nhào vô con quất hết. Vậy à? Rồi mới về xây cầu cho bà con đi chơi. Nó nói gì cũng tốt nhưng mà giờ con lên tỉnh nè. Dạ. Con định làm cái gì con nói cho má nghe coi. Làm gì hả? Trước tiên là vô thi cái tìm kiếm tài năng trước. Dưỡng sức để thi cái vượt lên chính mình sao. Rồi. Rồi bây giờ vô đầu là cái môn mà con luyện mấy bữa nay là mà má với vợ con không thấy. À. Tuần rồi má thấy thằng kia nuốt kiếm. Chuyện nhỏ. Vậy sao? Chuyện đồ võ. Chuyện con nít chơi. Vậy à? Kỳ này mới chuyện lớn. Vậy à? Nuốt cái khác. Con nuốt cái gì? Nuốt chổi. À. Hả? Trời ơi. Cái chổi đâu mà má? Trời ơi. Nuốt mấy rài chạy cuốn họng hết trơn hết trời ơi. Tư liều. Cái này nè, nó nè mấy bữa nay nè, nuốt sáng nào cũng cầm nó nuốt không đó. Không nổi ơi. Trời ơi, anh vậy sao nuốt không? Dạ. Được không? Má với vợ con yên tâm. Ừ. Con đi là con biết con phải làm gì. Ừ. Được thì quy hoàng. Ừ. Không được thì ngày tàn bảo được. Chúa. Không? Con ơi, mày có chắc mày vớt được 10 triệu không? Thì vớt không được, thì cũng lãnh được 5 triệu. Không phải, tao sợ. Không tin nuốt thử chơi cái bảo là biểu diễn nè. Được không con? Coi đi rồi góp ý. Mày đừng làm tao hồi hộp nha. Nuốt từ từ thôi nha. Tao hồi hộp quá, con làm hát con mình con sáng thôi đó. Sáng chưa ăn gì hết, chắc nuốt cây này no tới chiều luôn à. Quất à, tôi quất nha. Tao con mình mày đó, mày đừng làm cho má hồi hộp nè, con. Coi đi rồi, hãy yên tâm. Ừ. Chờ ngày chiến thắng. Ừ, đâu làm có được không? Trời ơi, ghê quá. Hồi hộp quá. Nuốt bây giờ nè. Muốn nuốt hết cây hay nuốt nửa khúc? Cho ý kiến người xem luôn. Thôi giờ tùy ý. Nuốt nửa khúc đi, nuốt đi anh. Quất luôn cái nùi này luôn đi. Trời ơi. Tôi nuốt là tôi có sung lắm, tôi quất hết không? Trời ơi, được không con? Hả? Con. Mày đừng làm cho tao sợ nha. Con ơi. Đợi có người ta nuốt mà bà nhát hoài. Bà biết tôi sợ không? Trời ơi. Cho mày làm tao hồi hộp. Hồi hộp thì nín đi. Cái hồi hộp nó để trong lòng. Nói ra ngoài cho tài năng người ta đi hết trơn à. Mày nhắm mày được không? Bà nín đi. Bà để tôi nuốt đi. Đi thi kiếm tiền về mà mẹ con không động viên còn nói này nói nọ. Thôi à. Con nuốt nghe má. Anh nuốt nghe em. Dạ. Tôi nuốt à. Mày nuốt đi. Được không? Nuốt là xưa rồi. Hả? Nó nuốt ở trên xuống là thưa. Chứ mày làm gì? Ở dưới chọt lên. Trời ơi. Được không? Tao giết mày chết rồi. Đưa ra tao. Đừng đứng đi. Giết giấc mày. Thôi anh ơi. Anh đừng. Quý. Trời ơi. Mèn đo đồ bỏ. Mày ta ở dưới ta lên cho nó gọn. Mày có chồng mày đó. Nó nuốt gì cho tay gốm muốn chết hả? Con sao bởi con giỡn hoài. Con nhắm một lần nữa con làm cái gì? Nói chơi với kỳ này. Ừ. Con lên ai mà nuốt cây chổi. Ừ. Con có luyện mấy ngày nay. Con ra ngoài cái vườn xài của mình á. Ừ. Con có luyện rồi. Ừ. Và kỳ này con sẽ lên. Con làm cho ban giám khảo tìm kiếm tài năng. Ừ. Một phen khiếp vía. Ừ. Phải làm nở mặt sống lại. Biết con thi cái gì không? Con thi cái gì? Con trước tiên con sẽ chào ban giám khảo. Ừ. Rồi sự. Con nhào xuống bàn ban giám khảo. Mà làm gì? Con nằm trên bàn ban giám khảo. Trời đất. Nằm chạy bài ở trên. Cái gì hả? Bắt đầu con thi. Con thi gì? Thi con gì? Con lấy nguyên ổ kiến lửa. Ha? Kiến vàng đủ loại kiến con để lên bụng con. Trời nó ơi. Con rải mật ong. Con rải mật ong cho nó bu nó cắn. Wow. Con chế xăng hết cái bụng con bật con quẹt đốt một cái xèo. Trời ơi. Tất cả các loài kiến chết hết, còn con còn sống. Ha? Hả? Một con còn sống. Vậy mới đậu. Con gì con? Không phải con kiến anh.
Con gì còn sống con? Anh nói đi, nói. Dịch bắt mày, mày làm cái gì vậy? Mày không chịu nói. Con gì mà kiếm chết hết trên bụng mày còn con còn sống? Nghĩ đi. Cái gì? Nghĩ đi. Tự nhiên kiếm chết hết còn con sống. Không gì. Sống mới đậu giờ chết hết sao đậu? Biết con gì không? Không. Biết không? Dạ không. Con người. Trời ơi. Con người còn tươi rối là anh nè. Trái hết kiến anh còn sống bảo đảm. Môn này lấy mười mấy triệu về xây cầu cho quê hương. Chắc có bị phỏng không anh? Không hả? Không phỏng. Cái chuyện đó anh lo, anh biết. Rồi phải không? Rồi bây giờ nè, rồi. Con nói má, chuẩn bị, con đi rồi. Con hẹn mấy bạn, khán giả ái mộ á, ở trên xóm đi theo cũng như cổ vũ cho con. Rồi. Bây giờ con chuẩn bị, con đi á. Má lo đồ đạc cho con đi, con có soạn cái vỏ rồi. Rồi. Con đi à. Giờ đó là từ giả với vợ bay đi, dạ. Nó buồn lắm á nghe. Rồi để con. Rồi. Đi bỏ nhà, lo lắm. Nghe. Ở nhà má dòm ngó, rồi. Dòm con. Để tao lo. Ở trên xóm trên có thằng kia nó dòm ngó hoài đó. Biết không? Biết thằng đó không? Có đâu. Có, con biết, con hỏi tên nó con biết rồi. Mày nói lộn, nó ngó tao chứ không phải nó ngó vợ mày. Cái ông ngó má khác, còn cái thằng ngó vợ con thấy. Vậy hả? Biết thằng đó, con nói luôn, mai mốt coi chừng nó không con. Nào. Đồng dao. Trời ơi. Mệt quá, sao đói ra tôi vô tôi chuẩn bị quần áo ra không? Em. Anh đi. Em phải vui lên chứ. Tại sao mà em không thích anh đi sao? Anh đi đem thành công về cho quê hương chứ anh đâu có đi cái gì tầm bậy tầm bạ đâu mà em buồn. Hồi nãy giờ có má ở đây em không có nói. Ừ. Bây giờ má đi vô rồi. Em hỏi anh nha. Hỏi đi. Anh nói thiệt đi, anh lên Sài Gòn làm gì? Làm gì nãy giờ nói rồi. Em phải tin anh. Anh lên anh làm ăn. Không có. Anh Thi. Anh nói cho em nghe thật rõ ràng, không thì đừng hòng này nọ chi mắc công. Sống ở quê chỉ giỏi cái làm nông, rồi lên thành phố biết có làm gì được không hả? Từ từ để anh nói cho em nghe, anh lên Sài Gòn là vì em và mẹ đó. Phải không? Chớ mà bận tâm, em chớ đừng lăng nhăng cho khổ lòng anh. Đừng có làm cho anh bối rối, trong trái tim anh luôn yêu em chân thành. Anh lên Sài Gòn vì tương lai của hai chúng ta ngày mai. Ủa? Sao vậy? Anh kể cho em nghe rồi. Tại sao em buồn vậy? Buồn em phải lắm. Tin tưởng chồng em. Sống với em, anh đâu có lạc quan với ai đâu. Em tin anh đi. Châu, cho anh đi đi. Anh không có mê ai trển đâu mà. Cho anh đi đi. Làm sao em tin rằng anh chân tình? Ở nơi phố thị nhiều cô gái đẹp xinh. Làm sao yên tâm ở chốn đô thành, chỉ một mình anh chẳng có người nào thân. Cũng có lý ha, ở chợn không có ai hết. Nhưng yên tâm đi, anh lớn rồi, anh biết sống sao. Đừng lo cho anh. Em. Dạ. Dù không một người thân, dù không còn đồng xu, nhưng anh đây đã quyết đi chuyến này công thành. Phen này anh quyết ra đi, xin em hãy yên lòng. Chuyện này anh quyết định đi em, chớ đừng lo sợ. Anh không nản lòng dù có gian nguy. Chẳng phải em không tin anh mà vì em luôn lo lắng. Lo gì? Chẳng phải em không tin anh mà vì em đây quá yêu chồng. Dù biết rằng anh đang nói thật lòng, nhưng không biết sao em cứ phập phồng lo sợ. Vì chốn đô thành cam dỗ
thề không sai lời. Từng lời ở trong trái tim anh luôn luôn yêu em, luôn luôn thương em, không phôi pha em. Tin tưởng anh đi nào, anh đi xa nhưng không mê ai đâu ba xa ơi. Em yên tâm đi, em chớ suy nghĩ, em chớ đa nghi. Em ở nhà ráng lo cho mẹ dùng anh đi. Em nhớ nấu cơm cho mẹ ăn dùng anh nhé. Lo cái mà lại lo, chỉ lo anh thích cái chân dài. Rồi quên bến cũ, để em ngày đêm mong chờ. Em buồn em biết làm sao, đi mà chỉ hỡi chồng ơi. Đừng có đi nữa. Giờ đừng nghi ngờ, chớ có lo sầu. Hãy cứ tin chồng, luôn thì dùng đi. Anh đi lên Sài Gòn, nhưng lòng anh dần nhớ anh thương vợ lắm. Đi không? Yêu em lắm, anh không giấu diêm, anh không có mê gái đâu em ơi. Một bà xã thôi mà. Sao lộ hoài vậy? Anh nói bụng hả? Một bà xã thôi mà. Không vợ con nghe má. Thôi để má lo con. Người ta giờ ngô nó dữ lắm đó. Má biết rồi. Dẫu có lên Sài Gòn, lòng của anh luôn luôn nhớ về vợ hiền. Má với em sẽ vui và sẽ không lao động vất vả ngoài đâu. Anh đi phen này làm rạng rỡ cho gia đình. Em ở nhà lo mẹ giùm anh. Anh lên Sài Gòn, anh đi thi gót ta lần. Em ở nhà, em lo mẹ giùm anh. Cũng đi nữa con, mà là đi vô. Dạ.